pho tượng này hình người, cao chừng ba bốn trượng, toàn thân xám trắng, nhìn tựa hồ là vật liệu đá đặc thù nào đó, không tản mát ra khí tức mảy may. Cầu đá vốn cũng không rộng, pho tượng đứng ở giữa, ngăn trở hơn phân nửa đường đi. Ở nơi này sao lại xuất hiện thứ này chứ? Đề hồn dò xét pho tượng phía trước, nói, lông mày hàn lập cũng hơi nhíu lên, vận chuyển cửu u ma đồng quan sát tỉ mỉ pho tượng xám trắng này. Khụ khụ, lại còn có tu sĩ chân tiên giới dám đến đến u minh giới này, khó có được, khó có được à, vào thời khắc này, một thanh âm trầm muộn vang lên, rõ ràng là từ trong pho tượng truyền ra, đúng là ngôn ngữ chân tiên giới. Ba người giật mình, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. "Các hạ là ai?" Hàn Lập nhíu mày hỏi, "Tên của ta có nói ra, đoán chừng các ngươi cũng không biết." "Bất quá ta cũng giống các ngươi, đều đến từ chân tiên giới, có thể ở chỗ này gặp được người đồng hương, thật sự là quá tốt." Trong lời nói pho tượng mang theo vẻ mừng rỡ không cách nào che giấu ngươi thật sự là người chân tiên giới. Hàn lập nghe lời này, trong lòng thất kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Ta ở mậu thổ tiên vực, người thổ hoàng tông, vô tình đi vào u minh giới này. Lại nói, ba vị là ai? Đến u minh giới này làm gì? pho tượng hỏi, đầu kim đồng bên cạnh đột nhiên khẽ nâng lên, trong mắt hiện lên một tia tinh mang dọa người, nhưng lập tức lại ẩn giấu đi. Thân sắc biến hóa của kim đồng mặc dù chỉ một cái chớp mắt, vẫn bị hàn lập nhìn thấy. Ba người chúng ta đều là tán tu, cũng không cố định chỗ ở, về phần vì sao tới đây, cũng không khác ngươi, bị một vết nứt không gian thôn phệ, ngẫu nhiên đi tới u minh giới này. Hàn lập không nhanh không chậm nói ra, thì ra là vậy, vận khí các ngươi thật đúng là không tốt, lại rơi vào trên mảnh quỷ hoang nguyên này, may mà các ngươi có thể trùng sát đi ra. Phò tượng chật chật nói, xem ra ngươi tựa hồ biết u minh giới này không ít. Hàn lập hỏi, không tính là hiểu rõ, ta đã lăn lộn một đoạn thời gian ở u minh giới này rồi. Phò tượng cười hắc hắc nói, các hạ tại sao lại ở trên cây cầu này, sao lại biến thành tượng đá. Hàn lập im lặng một chút, tiếp tục hỏi, ngươi cho rằng ta nguyện ý, ta đây là chúng bí thuật địch nhân, bị phong ấn ở nơi này. Phò tượng thở dài, nói ra, Hàn lập cũng không kinh ngạc, hắn vừa rồi dùng cửu U Ma Đồng đã nhìn ra, trong tượng đá này có linh lực lưu động, đúng là một loại phong ấn nào đó, phi thường cao minh. Chỉ là trong phong ấn có cái gì, lấy nhãn lực của hắn cũng nhìn không thấy chương 1281, chuyện ma quỷ. Khục khục, ta nói ba vị đạo hiếu, bởi vì có câu xa quê hương gặp cố nhân, hãy nể tình chúng ta đều là tu sĩ chân tiên giới, lại trả lời các ngươi nhiều vấn đề như vậy, có thể trước cứu tại hạ ra ngoài hay không, sau đó chúng ta lại nói chuyện khác. Phò tượng hy vọng nói, cứu ngươi cũng không phải là không thể, nhưng chúng ta là người mới đến, muốn nghe ngóng một chút tin tức tình báo liên quan đến U Minh giới, nhờ ngươi hỗ trợ. Hàn lập từ chối cho ý kiến nói, Chuyện này đương nhiên không vấn đề, bất quá ta cũng chưa đi qua nhiều nơi ở U Minh Giới, chỉ tương đối quen thuộc với Hắc Hà Vực này thôi. Phò tượng vội vàng nói, Hắc Hà Vực là một địa vực của U Minh Giới sao? Vậy U Minh Giới có tất cả bao nhiêu địa vực? Hàn Lập thăm hỏi, không sai, U Minh Giới vô cùng lớn. Về phần có bao nhiêu địa vực, chỉ sợ người bản địa cũng không biết rõ. Những nơi ta biết chỉ có ba địa vực Hắc Hà Vực, Minh Vực, Diêm La Vực mà thôi. Phò tượng nói, Hàn Lập nghe thấy Diêm La Vực, trong lòng nhảy dựng lên, nhưng mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Trước ngươi hãy nói tình huống của hắc hà vực đi, diện tích hắc hà vực khá rộng, nghe nói không dưới trăm vạn dặm, do có hắc hà trải qua nên mới có tên như vậy. Bên trong hắc hà vực có mãnh quỷ hoang nguyên, bất tử xâm lâm, huyết ngục hạp gốc, 17-18 chỗ, có rất nhiều quỷ vật cư trú, chủng tộc phức tạp, bất quá linh trí không cao. Phò tượng nói thao thao bất tuyệt, Hàn Lập nghe phò tượng nói, đã có đại khái ấn tượng với U Minh giới. Nơi này và chân tiên giới, ma vực, hôi giới không khác nhau nhiều, cũng có tộc quần đa dạng, phân bố khắp nơi. Hắc hà vực, minh vực, diêm la vực, ba đại địa vực này có những nhân vật lợi hại nào? Thực lực ra sao? Hàn lập hơi trầm ngâm, hỏi thăm lần nữa. Chuyện này ta không rõ lắm, chỉ nghe người ta nói u minh giới có ba người đứng đầu, lần lượt là huyết lệ, minh vương, quỷ vu, cai quản các phương. Hắc hà vực nơi đây thuộc quyền quản lý của huyết lệ, về phần hai đại vực khác thuộc quyền quản lý của ai, ta cũng không rõ lắm. Chủ yếu là do quỷ vật ở U Minh giới có linh trí rất ít, cực khó thăm dò được tình báo. Về phần thực lực của ba người kia, nghe nói đều cực kỳ cường đại, nhưng rốt cuộc đạt tới trình trạng nào, ta cũng không rõ. Phò tượng nói ra, về Diêm La Vực, người có biết gì không? Hàn Lập gật gật đầu, chuyển chủ để hỏi. Diêm La Vực ta chưa từng đi, chỉ nghe nói quỷ tộc ở đó có thực lực rất mạnh, hơn nữa quản lý rất nghiêm khắc, không giống hắc hà vực, tương đối hỗn loạn. Phò tượng trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói ra, ở Diêm La vực, người có từng nghe nói qua một nơi gọi là Diêm La Chi Phủ không? Hàn lập tiếp tục hỏi, Diêm La Chi Phủ, ta mơ hồ trước kia đã từng siêu hồn một con quỷ vật, trong trí nhớ của nó đã từng thấy địa phương đó, ở gần biên giới Diêm La vực, dường như rất thần bí. Phò tượng khẽ giật mình, trầm mặc một lát, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại. Người có còn nhớ chỗ đó ở nơi nào không? Hàn Lập nghe vậy vui vẻ, lập tức truy vấn. Ta bị phong ấn ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, thời gian quá lâu, rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ, nhưng có thể thử một lần. Phò tượng nói ra, Hàn Lập nghe vậy, cũng không tin hoàn toàn, khóe mắt liếc qua một bên, truyền âm hỏi đề hồn. Đề hồn, người có cảm giác được lời của người này là thật hay giả không? Người này bị phong ấn, ta không cảm giác được thần hồn của y, bất quá từ giọng điệu của y, hẳn là không nói dối. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng người này cực kỳ am hiểu che giấu. Đề hồn truyền âm trả lời, Hàn Lập nghe vậy, trong lòng cân nhắc, đang muốn hỏi tiếp. Ngươi nói ngươi là người của thổ Hoàng Tông ở mậu thổ tiên vực, vậy ngươi là đệ tử của mạch nào? Kim Đồng ở bên bỗng nhiên mở miệng hỏi, Hàn Lập và đề hồn đều kinh ngạc, vị đạo hữu này chắc cũng biết sơ lược thổ Hoàng Tông, ta là nhất mạch đệ tử khổ trúc phong ở thổ Hoàng Tông, bái phong chủ khổ trúc phong nhạc tĩnh làm sư phụ. Phò tượng sướng sờ, sau đó cười nói, Kim Đồng nghe vậy không hỏi thêm gì nữa, yên lặng mở hai mắt nhìn Hàn Lập. Hàn Lập mặc dù hiếu kỳ vì sao Kim Đồng lại hiểu rõ mậu thổ tiên vực như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngược lại nói ra. Được, ta sẽ thả ngươi ra, ngươi dẫn chúng ta đi diêm la chi phủ. Không vấn đề, thành giao. Phò tượng lập tức cam đoan nói. Hàn Lập mỉm cười, nói với đề hồn bên cạnh, đề hồn, ngươi giúp ta một tay, phá vỡ phong ấn này. Đề hồn gật gật đầu, phong ấn này thực sự không đơn giản. Những năm này ta có nghiên cứu một chút, suy nghĩ ra được vài biện pháp, cũng coi như nắm giữ được một ít bí quyết. Nếu ngươi cần thì ta sẽ nói cho ngươi. Pho tượng nói, không cần. Phòng ấn này tuy cường đại, nhưng trải qua thời gian dài đã yếu hơn trước rất nhiều. Ta đã nhìn ra được sơ hở trong đó. Hàn lập lắc đầu nói. Sau đó hắn truyền âm cho Đề Hồn biết chỗ sơ hở, hai người bắt đầu động thủ thi pháp. Không bao lâu sau, Đề Hồn ở bên trái, Hàn lập ở bên phải, đồng thời thi pháp đánh ra một chùm tia sáng về phía pho tượng. Tiên linh lực của Hàn Lập đánh vào phù triện phong ấn bên phải pho tượng, đề hồn thì dùng lực lượng pháp tắc của mình bao trùm toàn bộ pho tượng. Phù lục phong ấn kia dưới sự trùng kích của tiên linh lực, nhảy lên một mầm lục hỏa âm u, sau khi thiêu đốt vù vù một lát, hóa thành hai đạo hỏa tuyến, vòng quanh pho tượng một vòng, rồi hợp lại với nhau. Mà pháp tắc của đề hồn không ngừng đưa vào trong cơ thể pho tượng, trên thân nó bắt đầu nổi lên hào quang đỏ tươi, lớp đá bao ngoài pho tượng bắt đầu bong chóc ra từng mảng cuối cùng triệt để lộ ra thân hình bên trong chỉ thấy bên trong pho tượng bị phong ấn là một nam tử khôi ngô cao chừng ba trượng cởi chân cơ bắp trên người phồng lên làn da đỏ như máu bên trên có nhiều vòng tròn phù văn cổ quái thoạt nhìn cảm giác tràn đầy lực lượng nguyên thủy mà càng quỷ dị hơn chính là trên cổ y chỉ có một vết thương còn đỏ máu dễ làm người khác chú ý không có đầu hai vú trên ngực mọc ra hai con mắt màu vàng đây là thứ quỷ quái gì vậy Kim Đồng thấy thế, hít một hơi khí lạnh, thì thào nói ra. Lông mày đề hồn cũng nhíu chặt, ra hỏa này, hơn phân nửa không phải là người của tiên giới. Ngay lúc Kim Đồng và đề hồn kinh ngạc, tiếng hàn lập vang lên bên tai hai người. Ha ha ha, ha ha ha, một tiếng cười cổ quái phát ra từ trên người nam tử không đầu. Ba người hàn lập vô thức kéo giãn ra một chút khoảng cách, nhìn về phía nam tử không đầu, chỉ thấy bụng y nhấp nhô một chút, liền có âm thanh nặng nề vang lên. Rốt cuộc đã thoát khốn, cuối cùng cũng đi ra rồi hặc hặc không ngờ các người cũng có vài phần bản lĩnh có thể phá vỡ cấm chế này tiếng nam tử không đầu càng ngày càng lớn trong giọng nói ẩn chứa vài phần điên cuồng và cừu hận càng ngày càng đậm ngữ điệu của y lúc này so với trước quả thực như hai người khác nhau đạo hữu nếu đã thoát khốn kính xin tuân thủ lời hứa dẫn đường cho chúng ta hàn lập đặt một tay sau lưng trong lòng bàn tay đã sáng lên hào quang bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công đả thương người này U Minh chi địa từ xưa tới nay, chỉ có người bịa đặt lung tung, nào có người giữ lời hứa chứ. Bọn ngươi hãy huyết tế cho chiến phủ của ta đi, phần bụng của nam tử không đầu chuyển động liên tục, y điên cuồng nói. Sau khi nói hết câu, trong tay y lập tức hiện lên huyết quang. Y cầm một thanh cự phủ cao ba trượng tiến lên, đùng, nam tử không đầu cầm cự phủ gõ mạnh xuống, một cỗ khí tức cường đại lập tức từ trên người y lan ra. Đại la đỉnh phong lại bị phong ấn ở chỗ này, rốt cuộc ngươi là ai? hàn lập đào tay trong tay xuất hiện một chuôi thanh trúc phong vân kiếm trách mắng ta tên huyết lệ nam tử không đầu chợt quát một tiếng bước lên một bước trên người y sáng lên từng vầng sáng màu đỏ tiếp theo hóa thành ảo ảnh mơ hồ không ai thấy rõ động tác của y ngay sau đó y xuất hiện sau lưng đề hồn bổ xuống cẩn thận hàn lập quát lớn thời gian pháp tắc trong cơ thể điên cuồng vận chuyển thân hình trong nháy mắt đuổi theo đề hồn cũng đã kịp phản ứng cả người vào tới trước tránh thoát khỏi cự phủ xoẹt quần áo sau lưng để hồn đột nhiên bị xé rách máu tươi văng ra cùng lúc đó hàn lập đã lách mình tới sau lưng huyết lệ trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về phía trước nhưng lúc này một màn quỷ dị lại xuất hiện huyết lệ cũng không quay người lại khuỷu tay phát ra tiếng rắc rắc cánh tay lại vặn ngược ra sau nắm huyết phủ đỡ lấy mũi kiếm ánh mắt hàn lập ngưng tụ trên tay bấm pháp quyết trên thân kiếm bộc phát ra quang mang màu vàng vô số tia điện màu vàng ầm ầm rung động hóa thành những luồng đô thiên thần lôi bổ ra bao phủ huyết lệ vào bên trong hai mắt trước ngực huyết lệ bị kim lôi quét chúng lập tức nhắm lại y phát ra tiếng rên đề hồn cũng lập tức bay đến bên cạnh kim đồng kim đồng nhìn lại chỉ thấy da thịt sau lưng đề hồn mở ra một vết thương kéo dài toàn bộ lưng nàng miệng vết thương rất sâu dường như thấy cả xương bên trong nàng lập tức giận dữ kim quang trên người lóe lên liền phóng tới huyết lệ hừ lúc này huyết lệ hư một tiếng, cự phủ trong tay sáng lên phù quang mãnh liệt, huyết sắc vòng xoáy hiện ra trong đó. Kim lôi phóng ra từ kiếm của Hàn Lập bị vòng xoáy hấp nạp, nhao nhao tiến vào trong cự phủ. Cự phủ lập tức được kim quang bao phủ, ở giữa không trung quay một vòng, sau đó bổ xuống đầu Hàn Lập. Huyết quang bên trên cự phủ nổi lên, quấn cùng lôi điện màu vàng, như thác nước chút xuống đầu hắn. Hàn Lập thấy thế, ngừng phóng đô thiên thần lôi, cả người lóe lên, tránh đi cửa phủ của huyết lệ sau khi không còn đô thiên thần lôi nữa huyết sắc vầng sáng lại sáng lên kéo theo một chuỗi tàn ảnh đuổi theo hàn lập nhưng nửa đường đụng phải luồng kim quang do kim đồng hóa thành đang lao đến thân hình huyết lệ khẽ xoay lại bổ một búa về phía kim đồng nhưng vào lúc này toàn thân kim đồng tỏa ra kim quang mãnh liệt trong nháy mắt biến hóa ra bản thể phệ kim tiên không tránh né mà trực tiếp đụng vào huyết sắc cửa phủ bom một tiếng sắc nhọn vang lên huyết sắc cửa phủ bị hai chân kim đồng bắt chéo gắt gao giữ lại. Mắt huyết lệ lóe lên dị sắc, đột nhiên ép cửa phủ chúi xuống phía dưới. Thân thể kim đồng bị rơi theo, nhưng vẫn gắt gao giữ chặt cửa phủ của huyết lệ, không chịu buông ra. Chương 1282, chuyển luân vương. Ngay lúc kim đồng và huyết lệ rằng co không thôi, kim lôi trên trời cao đại phóng, chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra một mảnh lôi vân màu vàng to lớn, phía trên tiếng oanh minh đại tác, một thiên môn hùng vĩ hiện ra. Tránh ra, Hàn Lập quát lớn một tiếng. Kim đồng lúc này mới buông lỏng chân trước ra, trên thân lóe lên kim quang, một lần nữa hóa thành thiếu nữ, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, trên bầu trời có một đạo kim quang cự kiếm trẻ màn trời ra, cuốn theo cuồn cuộn lôi đình, chém thẳng vào đầu huyết lệ. Huyết lệ thấy thế, tự biết không ổn, trên thân lóe lên huyết quang, muốn lướt ngang tránh thoát. Chợt trên đỉnh đầu gã bao phủ xuống một mảnh hào quang. Trong nháy mắt gã bị hào quang quét trúng, hai mắt trước ngực bỗng nhiên mơ hồ một trận, thần hồn tựa hồ bị chấn động kịch liệt. Ầm ầm, trong từng tiếng lôi minh chấn thiên, trên kim lôi cự kiếm bắn ra tia điện màu vàng, cơ hồ bao phủ tất cả hư không trong phạm vi ngàn dặm. Trong hai mắt huyết lệ lóe lên kim quang, lần nữa khôi phục thần thức, nhưng lúc này muốn thoát đi đã trễ. Gã trợn mắt nhìn đề hồn vừa mới thi pháp, lập tức nhấc cửa phủ lên, bổ chéo lên một cái. Huyết quang trên thân gã tăng vọt, cả thân thể trong nháy mắt phồng lớn gấp trăm lần. Cự phủ trong tay cũng theo đó tăng vọt, mặt ngoài vòng xoáy màu máu càng sáng lên quang mang, xé rách nửa mảnh hư không, đánh tới kim lôi cự kiếm. Âm một tiếng vang thật lớn, không trung bộc phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt, một đoàn tia sáng chói mắt từ đó nổ bể ra, hóa thành hai đạo hình cung to lớn vô cùng trùng kích ra, đầu tiên là chia ra trên dưới, tiếp theo khuếch tán ra bốn phía. Rầm rầm rầm, liên tiếp thanh âm nổ đùng không ngừng vang lên, lúc khí lãng khổng lồ càn quét qua, hết thảy vật chất trong hư không tựa hồ bị nguồn lực lượng này chôn vùi, những đại quân quỷ vật truy đuổi tới kia lập tức có hơn phân nửa tan thành mây khói biến thành bụi bay chỉ có mấy con có tu vi hơi cao may mắn còn sống sót đại quân quỷ vật phía sau còn lại gào thét cuốn tới nhưng một con quỷ binh thủ lính cầm đầu quát lên một tiếng tất cả nhao nhao ngừng lại không dám tới gần kim đồng bị cỗ khí lãng này quét ngang qua cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn ra sức che chở đề hồn bị thụ thương không ngừng lui về phía sau qua một hồi lâu khói bụi khuếch tán ra mới dần dần lắng xuống. Lôi vân và thiên môn trên bầu trời đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh hàn lập treo ở không trung, nhìn xuống phía dưới. Cây cầu đá kia không biết được tạo từ chất liệt gì, dưới lực lượng trùng kích bực này, vậy mà vẫn bảo trì trạng thái nguyên bản, không tổn thương chút nào, mà huyết lệ vẫn như cũ đứng ở trên cầu đá, tay chống huyết sắc cửa phủ. Bất quá, trên cổ không đầu của gã kéo dài cho đến giữa ngực, thình linh xuất hiện một vết thương nhìn thấy mà giật mình, đúng là trực tiếp phân lồng ngực gã thành hai nửa. Hàn lập thậm chí có thể nhìn xuyên qua vết thương, thấy tạng phủ trong lồng ngực gã nhúc nhích, chỉ là thân hình gã lại đứng lặng tại chỗ, không nhúc nhích, dù cho lấy thần thức dò xét, cũng không phát hiện được nửa điểm khí tức. Chết rồi, Hàn lập khẽ cho mày, từ đầu đến cuối cảm thấy có chút cổ quái. Hắn không mạo hiểm đi tới dò xét, mà thân hình lướt nhanh tới bên cạnh hai người kim đồng. Đại thúc, đánh thắng không? Kim đồng vội hỏi, có nặng lắm không? Hàn Lập lắc đầu từ chối cho ý kiến, nhìn Đề Hồn hỏi thăm. Thương thế không quá nặng, chỉ là miệng vết thương tựa hồ có một cỗ lực lượng pháp tắc cổ quái chiếm giữ, khiến cho huyết nhục nơi đó không khép lại được. Đề Hồn lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói: "Hàn Lập nhướng mày, kiểm tra phía sau nàng một hồi, lập tức nâng một tay lên, đè lên vết thương phía sau cổ nàng. Theo thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội vận chuyển, trong lòng bàn tay Hàn Lập bỗng nhiên nhú ra một đoạn mầm non xanh tươi ngay sau đó, trồi non kéo dài ra một sợi rễ, chui vào trong vết thương đề hồn. Đề hồn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức cắn chặt hàm răng lại. Lúc này, trong huyết nhục phân liệt trên lưng nàng bỗng nhiên sáng lên quang mang, nổi lên một gốc cây nhỏ màu vàng lớn chừng bàn tay, bộ dáng thình lình chính là đông ất thần mộc. Chỉ thấy bóng cây chập chờn, sợi rễ dưới cây giống như từng cây kim may khâu lại ra thịt đề hồn chỉnh tề, từng chút từng chút một khớp lại với nhau. Dưới tác dụng của thời gian pháp tác chi lực. Vết thương rất nhanh khép lại, những sợi rễ khâu kia lại đi ra, rất nhanh hóa thành một mảnh kim quang, tiêu tán ra. Tên kia nắm giữ tựa hồ là một loại luân hồi pháp tác chi lực nào đó, rất là cổ quái, có thể làm huyết nhục miệng vết thương của ngươi không ngừng lặp lại thụ thương, cho nên không thể nào tự lành. Ta đã lấy thời gian pháp tác chi lực, cưỡng ép phá vỡ loại tuần hoàn này." Hàn Lập trầm ngâm nói, "Thì ra là thế, may mắn chủ nhân có biện pháp ứng đối." Đề Hồn gật đầu nói, "Khắp nơi này đều có vẻ cổ quái." chúng ta bị huyết lệ không đầu này dây dưa hồi lâu, những quỷ vật kia lúc nào cũng có thể đuổi tới, hay là rời khỏi nơi này trước rồi hãng nói. Ánh mắt Hàn Lập hơi trầm xuống, nói ra, Kim Đồng và Đề Hồn tự nhiên không ý kiến, nhất là Kim Đồng hiển nhiên đã muốn rời đi từ sớm. Ngay lúc ba người đang nói chuyện, trên thân huyết lệ bỗng nhiên nhột nhạo lên một trận ba động pháp tắc, trước ngực gã hiện ra một vòng xoáy màu máu, xoay tròn theo chiều nghịch Kim Đồng Hồ, dần dần mở rộng ra, cho đến khi bao phủ toàn bộ thân hình gã đây là cái gì một màn này làm cho đề hồn và kim đồng giật cả mình đừng quản ra hỏa này nữa chúng ta mau rời đi hàn lập xa xa nhìn một cái trong mắt lóe lên một vòng dị sắc lập tức nói ra ba người lúc này cũng không quay đầu lại bay về một hướng khác của cây cầu đá chờ đến khi thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa trong vòng xoáy màu máu kia bỗng nhiên chuyển động theo chiều kim đồng hồ một bóng người cao lớn từ đó cất bước đi ra thân mình trần trụi lại không có đầu lâu chính là huyết lệ so với vừa rồi thường thế trên người gã đã, đã hoàn toàn phục hồi như cũ ngay cả khí tức cũng khôi phục trạng thái trước đó hư vậy mà chạy trốn nếu không nhất định phải để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta nếu không do vết thương cũ năm xưa thì triển một cái tiểu chuyển luân hồi chi thuật nào cần thời gian dài như vậy phần bụng huyết lệ chuyển động hư lạnh một tiếng nói nói xong một tay gã bỗng nhiên che ngực của mình thân thể cũng theo đó lảo đảo đi mấy bước lúc này đầu cầu đá bên này bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào bầy quỷ vật âm sát ngừng chân không tiến trước đây giờ lại ô ô muốn tiến tới gần chỉ là bọn chúng vừa bước lên đầu cầu quỷ binh thủ lĩnh cầm đầu bỗng nhiên dừng lại một tay giơ lên cao ra lệnh tất cả ngừng lại thủ lĩnh quỷ binh nhìn về phía tên nam tử không đầu toàn thân huyết hồng trên cầu đá kia nửa ngày không dám tiến lên tựa hồ không dám tin thử thăm dò kêu lên huyết lệ đại nhân nam tử không đầu nghe tiếng đột nhiên quay đầu nhìn lại khi nhìn rõ bộ dáng tên kia phần bụng gã lần nữa chuyển động hỏi âm la là ngươi thủ lĩnh quỷ binh nghe vậy lập tức chạy đến quỳ xuống trước người huyết lệ lấy đầu chạm đất cung kính nói thuộc hạ âm la tham kiến huyết lệ đại nhân mảng lớn quỷ vật đứng bên ngoài đầu cầu kia cũng đều nhao nhao quỳ trên mặt đất từng tên toàn thân run rẩy không dám đứng dậy huyết lệ nhìn chằm chằm âm la hồi lâu tựa hồ lâm vào hồi ức trước kia đứng lên đi sau nửa ngày huyết lệ thở dài một tiếng, phần bụng chuyển động nói ra. Chúc mừng huyết lệ đại nhân, rốt cuộc đã thoát khốn ra. Âm la không đứng dậy liền, chỉ thẳng nửa người trên lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Là nhờ mấy người tiên giới kia xuất thủ, ta mới thoát khốn. Bất quá xem ra, các người tựa hồ đang đuổi giết bọn hắn. Huyết lệ hỏi, không sai, những người này không biết làm sao xâm nhập nơi này, ta chặn đường không thành, cho nên truy sát đến tận đây. Âm la nói ra vừa rồi sau khi thoát khốn, lúc đầu muốn giết bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng có chút bản lĩnh, ta lại bị phong ấn lâu ngày, bên trong có ám thương, nên để cho bọn hắn chạy thoát. Huyết lệ nói, đại nhân, thương thế của người, âm la còn chưa nói hết, liền bị huyết lệ khoát tay, ngăn lại. Người nói trước đi, năm đó sau khi ta bị tên kia phong ấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyết lệ hỏi, năm đó, sau khi đại nhân mất tích, chúng ta như rắn mất đầu, lâm vào nội đấu. Về sau, cũng không biết có được tin tức từ đâu, nói đại nhân ngài bị cầm tù tại quỷ vương nghiệt kính thành. Âm khâu, phiền ly và ta liền dẫn người thẳng hướng nghiệt kính thành, kết quả thất bại thảm hại. Phiền ly chiến tử, đại bộ phận quỷ chúng bộ hạ đầu phục minh vương, một số nhỏ thì trực tiếp hàng quỷ vu. Âm la đáp, vậy âm khâu đâu, huyết lệ hỏi, âm khâu và ta luôn luôn không hợp, chúng ta sau đó mỗi người đi một ngả, ta còn chấn giữ một phần thành trì ban đầu của chúng ta, hắn thì dần dần không có tung tích, nghe nói. Nghe nói là bị vị chuyển Luân vương kia thu phục, Âm La nói ra, "Chuyển Luân vương?" Huyết Lệ nghi ngờ hỏi, "Chính là người thần bí năm đó liên hợp với Minh vương và Quỷ Vu, phong ấn đại nhân?" Âm La nói, "Ngươi biết hắn?" Huyết Lệ kinh ngạc hỏi, "Vị thần bí nhân kia sau khi phong ấn ngài, liền chiếm cứ đại đa số địa vực chúng ta, tự lập làm chuyển Luân vương." Minh vương thấy hắn không tuân thủ minh ước giữa bọn họ trước đó, liền xuất bộ tiến đánh, kết quả binh bại bị diệt. Tâm phúc gã dẫn tàn quân chạy trốn tới nơi này chúng ta, liền nói ra chân tướng cho chúng ta biết là ngài bị phong ấn. Chỉ là chúng ta một mực không cách nào phá mở phong ấn của hắn, mới khiến cho đại nhân ngài ngủ say nhiều năm như vậy. Âm la giải thích, minh vương thế mà đã chết, huyết lệ tựa hồ có chút tiếc nuối, thấp giọng nói. Không chỉ minh vương, ngay cả quỷ vu cũng đã chết, đồng dạng cũng do vị chuyển luân vương kia hại. Bây giờ tam đại vực hắc hà, địa minh, diêm la, cơ hồ đều đã bị hắn nắm giữ trong tay. Âm la tiếp tục nói, cái gì, hai mắt huyết lệ ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó ba người bọn họ chia ra chấn thủ tam đại vực, lấy huyết lệ chiến lực cao nhất, minh vương quản lý tốt nhất, mà quỷ vu thì xảo trá nhất, ngoài các thủ đoạn âm tàn tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn bảo mệnh càng là nhất lưu, không ngờ vậy mà gã cũng chết trên tay chuyển luân vương. Hiện tại mới biết, tất cả chúng ta đều bị tên chuyển luân vương kia đùa giỡn. Chỉ trách chúng ta tham luyến bí thuật tu luyện luân hồi pháp tắc kia, tranh đấu với nhau không ngớt, mới để cho chuyển luân vương có cơ hội ly gián, đáng đời, thật là đáng đời, ha ha. Phần bụng huyết lệ bỗng nhiên chuyển động không ngừng, cao giọng phá lên cười. chương 1283, lại tới một tên. Bây giờ đại nhân đã trở về, chỉ cần tập hợp lại đám bộ hạ đang lưu lạc ngoài kia, nghỉ ngơi và lấy lại sức mười mấy vạn năm, thì chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội báo thủ chuyển luân vương kia. Âm la ôm quyền nói, mười mấy vạn năm quá lâu, ta chỉ muốn một chuyến sớm chiều. Huống hồ, trước mắt cũng không phải là không có cơ hội. Huyết lệ lạnh lùng nói, ý đại nhân là, âm la nghi người nói, lúc trước các người đuổi giết đám người kia, trong bọn chúng ngươi không cảm giác có người quen sao huyết lệ hỏi. Âm la nghe xong lời ấy, lông mày bắt đầu nhíu chặt lại, mặt lộ vẻ do dự. Thiếu nữ hắc y kia, thần thông và thủ đoạn của nàng, có chút, có chút tương tự minh vương. Một lát sau, gã giật mình hiểu ra rồi nói, đúng vậy ta có chín thành nắm chắc, nàng chính là minh vương chuyển thế, nếu muốn đánh bại chuyển luân vương đoạt lại u minh giới phải làm nàng thức tỉnh trí nhớ để cùng hợp tác huyết lệ nói nếu vậy chúng ta có nên ngừng đuổi giết bọn họ âm la hỏi không cần đuổi giết nhưng không được để mất dấu vết của chúng huyết lệ chậm rãi nói tuân mệnh thuộc hạ sẽ phái người theo dõi ngay lập tức âm la đứng dậy chắp tay nói chuyện này giao cho ngươi vết thương năm xưa vẫn chưa lành nên ta muốn bế quan dưỡng thương một chút nói xong cả người huyết lệ đột một bay lên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước dãy núi to lớn và âm u là một dòng sông đỏ thấm chảy xuôi, nhưng nước trong con sông thì lại đục ngầu. Nước sông từ khe núi chảy ra, chảy dài vạn dặm đến đây, thế nước gần như yên tĩnh. Tại đây bồi ra một vùng bãi sông rộng rãi màu trắng. Lúc này, có ba bóng người từ trên không đáp xuống bãi sông, chính là ba người hàn lập. Đại thúc, đám người kia hình như không đuổi theo chúng ta. Kim Đồng quay đầu lại nhìn, rồi nói. Hàn Lập cũng quay lại nhìn thoáng qua, rồi nhìn về phía Đề Hồn bằng ánh mắt hỏi thăm. Hiện giờ ta cũng không phát hiện được Truy binh, có lẽ đã bị chúng ta bỏ xa rồi." Hàn Lập nghe vậy gật đầu nhẹ, thở ra một hơi dài, mắt nhìn về bốn phía. Nhìn xong, lông mày hắn bắt đầu nhíu chặt lại. Ngoài bãi sông màu trắng dưới chân, khắp nơi đều là bạch cốt dày đặc, có của nhân tộc và cả yêu thú, số lượng rất nhiều, chồng chất lên nhau. Bạch cốt có kích thước lớn thì như mui xe, nhỏ thì như côn trùng. Hàn Lập cúi người, đẩy nhẹ tầng xương khô ra rồi nắm lên một chút cát trắng ở dưới mặt đất sau đó xoa nhẹ liền có bột phấn màu trắng rất nhỏ từ đầu ngón tay chảy xuống tất cả đều hóa thành xương phấn nhiều bạch cốt như vậy không biết là từ nơi nào đến đề hồn nghi ngờ hỏi chắc là từ thượng du của dòng sông chảy xuống tích lũy năm này qua tháng nọ cũng không biết đã bao nhiêu lâu rồi bạch cốt nơi đây đã hoàn toàn mục nát toàn bộ đều là xương phấn hàn lập nói trong lúc nói chuyện bỗng có cơn lốc từ thượng du dòng sông thổi tới những nơi nó đi qua, xương phấn giống như cát bụi đều bị cuốn lên, chính giữa cơn lốc lóe lên nhiều đốm lửa sáng âm u màu lục nhỏ như hạt đậu. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, chợt nghe vù một tiếng. Chợt trên dòng sông đỏ thảm ở phía xa, nổi lên một đoàn lục hỏa, đang chậm chậm từ thượng du trôi tới đây. Trong lòng ba người nghi hoặc, liền đuổi theo đến bờ sông thì thấy chính giữa lục hỏa đang vặn vẹo, rồi từ từ hiện ra một gương mặt mơ hồ, đang nhìn bọn họ cười một cách quỷ dị. Vật này là cái quỷ gì vậy? kim đồng thấy vậy nghi ngờ hỏi đề hồn thì nhíu mũi trong nháy mắt định thả ra hào quang hút nó vào trong bụng đừng vội vật kia hình như muốn nói gì đó hàn lập giơ tay ngăn cản hai người hắn vừa dứt lời bọn họ liền chú ý lắng nghe âm thanh trong đoàn lục hỏa vậy mà thật sự có âm thanh truyền ra đi xong cốc thanh âm này giả dạ yếu vô lực giống như tiếng của người sắp chết chăn chối chỉ nói một lần rồi im bặt ngay sau đó đoàn lục hỏa bừng lên rồi trôi theo dòng xoáy chìm vào trong nước từ từ biến mất. Hàn lập nhíu mày, quay đầu nhìn về dãy núi âm u phía trên của thượng du dòng sông. Chỉ thấy bầu trời chỗ đó mây đen răng đầy, gần như sắp đè xuống đỉnh núi, làm cho dãy núi màu đen phía dưới càng thêm âm u sơ xác và tiêu điều. Dường như lúc nào cũng bao phủ một tầng tối tăm phiền muộn chết chóc. Đại thúc, muốn đi sao? Kim Đồng hỏi, vừa rồi đoàn quỷ hỏa kia, hơn phân nửa là một đám tàn hồn được phân ra còn sót lại, nhưng không biết tại sao nó lại theo chúng ta nói những lời này hàn lập nghi ngờ nói có phải là cạm bẫy hay không đề hồn hỏi ta cảm thấy không giống chúng ta mới vào u minh dù là những quỷ binh đằng sau lưng kia cũng là bỗng nhiên gặp được không có khả năng có người hay quỷ vật sắp xếp cạm bẫy từ trước chờ sẵn chúng ta hàn lập lắc đầu nói mặc kệ nó đi qua xem là sẽ biết ngay kim đồng nhíu mày nói lớn dù sao chúng ta cũng không biết phải đi chỗ nào đi đâu cũng vậy không ngại đi qua bên kia xem thử rốt cuộc là gì không chừng còn có thể tìm được tin tức về Diêm La chi phủ. Đề Hồn cũng đồng ý nói, "Được rồi, vậy thì đi xem thử, trên đường nhớ phải cẩn thận." Hàn Lập nói, sau khi bàn bạc, ba người vội vã bay về phía lòng chảo của thượng du dòng sông. Không lâu sau, bọn họ liền tới cửa vào của lòng chảo sông. Ở giữa lối vào là một hạp khẩu chật hẹp, hai bên là hai sạn đạo được thiên nhiên hình thành, nằm ở trên vách đá dựng đứng. Ba người Hàn Lập bắt đầu đi lên theo con đường bên trái. Đi tới bên trái trên vách đá của sạn đạo. Đứng ở rìa sạn đạo, bên tai liền nghe ầm 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 tiếng nước xung trời. Dòng sông màu đỏ kia từ trong sơn cốc mãnh liệt chảy ra, đến nơi hạp khẩu thu hẹp lại, nên càng trở nên hung mãnh. Như hàng ngàn đầu dao long màu đỏ đang tranh chấp, gào rú không ngừng. Ba người Hàn Lập nhìn ra ngoài một lúc, liền đi dọc theo vách đá sạn đạo vào phía bên trong. Sau khi đi vào, ba người mới phát hiện lòng chảo sông này vốn hình một cái hồ lô. Chỗ miệng thu vào thì chật hẹp càng về sau địa hình lại càng rộng, chính giữa mặt sông cũng rộng hơn, thế nước cũng chậm dần lại. Khi đi tới trung tâm lòng chảo sông, mấy người Hàn Lập dừng bước lại. Đường sông thủy vực nơi này rộng đến mấy trăm trượng, chính giữa có một chỗ lòng sông đất bồi diện tích không lớn. Trên đất bồi là một mảnh trắng như tuyết, từ xa nhìn lại có thể thấy được có một ít bột phấn màu vàng xen lẫn trong đó, phản xạ lốm đa lốm đốm màu vàng rực rỡ. Tại giữa đất bồi, một cây khô màu đen cao ba bốn trượng đang đứng trơ trọi, toàn thân nó giống như đã bị lửa đốt qua, hoàn toàn khô cứng, thậm chí có thể thấy được từng than đá kết tinh. Quỷ dị nhất chính là, trên cây khô màu đen chỗ cao nhất của trạng cây dài ra, đang treo một cỗ thi hài trái đen. Nhìn có vẻ là thi thể nhân tộc, lồng ngực đang bị nhánh cây sỏ xuyên qua, nhưng trong ngực vẫn ôm cái hộp vuông vức màu đen to khoảng một xích. Trên thi hài kia còn sót lại chấn động thần hồn, rất là yếu ớt, dường như chính là tên gia hỏa trước kia đã thông qua dòng sông liên hệ với chúng ta. Đề hồn nhìn mảnh đất bồi ở xa, mở miệng nói. Hàn lập thả ra thần thức, tra xét phạm vi chăm dặm chung quanh một chút, cũng không phát hiện điều gì khác thường, mới mở miệng nói. Đi qua xem, rứt lời, hắn bay đi trước, rồi đáp xuống trên bãi đất bồi. Đề hồn và kim đồng cũng theo sau đáp xuống, hai chân hàn lập rơi xuống đất, phát ra âm thanh sàn sạt, đất bồi dưới chân đúng là hơi xốp. Đề hồn nhịn không được, bèn cúi người cầm lên cát đá trên mặt đất đưa tới mũi nhẹ nhàng hít, rồi cẩn thận xem kỹ lại, trên mặt hiện vẻ nghi ngờ. Những xương phấn này có vấn đề gì không?" Hàn Lập hỏi. "Xương phấn không vấn đề gì, có vấn đề chính là ở bên trong lại trộn lẫn kim sa." Đề Hồn đứng lên nói. "Kim sa?" Hàn Lập nghi ngờ hỏi. "Đó là tán hồn sa, có thể xua tán linh hồn, là thứ vật liệu mà quỷ tu tu luyện thần hồn chi thuật yêu thích nhất để chế tạo pháp bảo." Lúc này, một thanh âm lạnh lùng, bỗng từ bộ thi hài trên cây vang lên. Ba người Hàn Lập nghe tiếng, cùng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bộ thi hài trái đen, bỗng nhiên toát ra một đám khói trắng, che trọn cả bộ thi cốt vào trong. Một lát sau, một lão đạo hơn 80 tuổi, thân hình gầy gò, dung mạo hiền hòa, mặc đạo bào màu vàng, xuất hiện ở giữa không trung. Xung quanh, từng đám sương mù hợp lại, ngưng tụ thành tường vân, sau lưng thì có ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi. Chỉ thiếu một con tiên hạc và một cái bàn nhỏ dâng hương, là ra dáng vẻ điệu bộ của vị đắc đạo thượng tiên rồi. Nhưng mà, tư thế của lão đạo thật sự có chút cổ quái bởi vì nhánh cây đâm ra của cây cổ thụ vẫn như cũ đâm rách vũ y được huyến hóa kia lại đột một hiện ra trước mặt ba người hàn lập phúc sinh vô lượng thiên tôn lão đạo biểu hiện ra dáng vẻ của một thế ngoại cao nhân thần bí vui vẻ rồi chắp tay chậm rãi ngâm tụng ba người hàn lập liếc mắt nhìn nhau ai cũng không nói ánh mắt như đang thấy kẻ đần nhìn về phía lão đạo khục khục ta chính là thái thượng trưởng lão thiên kiền tử của thái nhất môn thuộc kiền nguyên tiên vực trên chân tiên giới trăm vạn năm trước bị kẻ gian hãm hại lưu lạc đến tận đây, hôm nay gặp các vị tiểu hữu hẳn là duyên phận. Chư vị nếu có thể giúp ta thoát khốn, chắc chắn bần đạo sẽ báo đáp. Lão đạo thấy bọn hắn không nói lời nào, có chút lúng túng bèn ho hai tiếng, sau đó nói ra. Trong lúc nói chuyện, lão còn nhìn trộm đánh giá để hồn một cái, dường như rất để ý đến phản ứng của nàng. Đại thúc, những lời này nghe sao có chút quen tai à? Lông mày kim đồng nhân lại ra vẻ kinh ngạc hỏi, lúc trước gã huyết lệ cũng nói như vậy, giờ lại tới tên này. Đề hồn đáp, có phải u minh giới các ngươi nói chuyện ma quỷ gạt người đều là từ một khuôn như nhau, một điểm khác biệt cũng không có. Vẻ mặt kim đồng xem thường nhìn lão đạo châm chọc, lão đạo nghe lời ấy, thần sắc biến đổi, bất chấp dáng vẻ cao thâm liền hỏi. Các ngươi đã gặp huyết lệ rồi hả? Đúng vậy, còn bị chuyện ma quỷ của gã lừa gạt, xem ra ngươi và gã rất quen thuộc à? Hàn lập vui vẻ nghiền ngấm, rồi liếc lão đạo nói. Không quen, không quen, Chúng ta là kẻ thù truyền kiếp." Lão đạo vội vàng rụt cổ, rồi lắc đầu nói: "A, à, ngươi không phải là nhân sĩ chân tiên giới sao, tại sao lại là kẻ thù truyền kiếp với người Minh phủ? Ta ngược lại muốn biết, các ngươi cách xa nhau lưỡng giới, sao lại trở thành kẻ thù truyền kiếp?" Hàn Lập cười lạnh hỏi, lão đạo biết đã lỡ lời, thần tình có chút huệ oải, tỏ ra thất vọng. "Đã biết rõ những tên chân tiên giới các ngươi, từng tên lại càng tinh danh hơn nhiều, không lừa gạt được à?" Trong khi nói chuyện lão thở dài một tiếng, toàn thân lại tỏa ra một mảnh xương mù trắng. chương 1284, Tam Vương, sau khi lớp xương mù dày đặc hoàn toàn tiêu tán, thì dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão đạo sĩ nọ cũng chẳng còn. Trên gốc cây khô chỉ trơ lại một cái xác khô quát bọc trong lớp da màu xanh đen, với hình hài tựa như một đầu ác quỷ viên hầu vô cùng dữ tợn. Cái đầu của khối thi hài này tương đối lớn, chán phẳng và có cốt xác gồ lên, hai hốc mắt lõm sâu, sống mũi lại ngắn, xương hàm nhô cao, Kết hợp với bộ lông nham nhở khiến cho khối thi thể này chẳng khác gì một con khỉ chết khô. Nửa thân trên của nó trần trụi với làn da chi chít không biết bao nhiêu là sẹo. Có điều thần sắc ác quỷ này hiện giờ vô cùng uể oải. Đầu nó ngẹo hẳn sang một bên cực kỳ ủ rũ, bộ dáng cực kỳ ai oán. "Rốt cuộc ngươi là ai? Có quan hệ gì với gã huyết lệ kia?" Hàn Lập trầm giọng chất vấn. "Ai, thực không dám giấu giếm, ta chính là Quỷ Vu Vương, một trong Tam Đại phủ quân." Ta cùng với huyết lệ vương và minh vương từng mỗi người chấn thủ một phương, chấn áp vạn quỷ. Năm xưa, bọn ta bị kẻ khác mê hoặc, âm thầm tính kế ly gián. Kết cục, huyết lệ vương bị phong ấn trên cầu Nại Hà. Sau đó, ta và minh vương lại nổi lên hiềm khích, bị kẻ kia châm ngòi khiến cho trai có tương tranh, ngựa ông đắc lợi, nên mới lâm vào tình cảnh như hiện giờ. Ác quỷ thở dài ảo não, chậm rãi kể lời một ít cố sự. Vừa dứt lời, ánh mắt của nó đã tập trung cả vào đề hồn, tiếp tục dò xét nàng. Quỷ vu vương, đồng tử hàn lập chợt co rụt lại, hắn lẩm bẩm đánh giá trên dưới đối phương một phen, đạo hữu không cần khách khí, cứ gọi ta là quỷ vu. Hôm nay đã không binh không tướng, không quyền không thế, còn vương giả nỗi gì. Quỷ vu gượng cười, ta không có hứng thú với ân oán của các ngươi, hiện tại, ta chỉ muốn làm rõ hai việc, thứ nhất, vì sao ngươi dẫn chúng ta tới đây, thứ hai, ngươi có biết diêm la chi phủ ở đâu không? Hàn lập lạnh lùng chất vấn ta dẫn các ngươi tới đây bởi vì ta biết rõ các ngươi có thể giúp ta thoát khốn. Thần sắc quỷ vu có chút khích động, cứu ngươi thoát khốn, dựa vào cái gì, vừa rồi bởi vì bọn ta quá mức tin người, nên đã cởi bỏ phong ấn cho huyết lệ, rồi bị y đuổi giết đến tận đây đấy. Hàn lập nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn, cái tên huyết lệ kia ngay cả đầu còn không có, thì làm gì có não. Làm sao có thể đánh đồng ta với hắn chứ? Sở dĩ ta tin tưởng các ngươi có thể giúp ta thoát khốn, một là bởi vì quan hệ với Minh Vương, hay là ta hiện giờ cũng chỉ là một đám tàn hồn, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Các ngươi không nhát gan đến mức sợ hãi cả một chút tàn hồn đấy chứ? Quỷ vu dối rít kêu ầm lên. Này, ngươi luôn miệng nói bởi vì quan hệ với Minh Vương là có ý gì? Kim Đồng Tò mò hỏi. Trong ba người chúng ta năm xưa, kẻ phải nhận kết cục thê thảm nhất chính là Minh Vương. Huyết lệ thì bị phong ấn. Ta tuy gần như đã bị tiêu diệt, nhưng tốt xấu gì cũng bảo tồn được trí nhớ. Chỉ có Minh Vương đã bỏ mình trong luân hồi. Quỷ vu ngước cặp mắt âm u nhìn phía đề hồn hồi lâu. Ánh mắt đề hồn chợt hiện lên một chút mê mang, nàng thất thần nhìn kim đồng, rồi là nhìn sang Hàn Lập. Ngươi nói nàng là minh vương chuyển thế, Hàn Lập chẳng tin tưởng chút nào, nếu không phải là minh vương chuyển thế thì sao lại thu thần hồn chi đạo, tại sao khí thức thần hồn lại đặc biệt tương đồng. Trọng yếu hơn là, tại sao khi nàng vừa bước đến khu đất bồi giữa lòng sông này, thì tán hồn xa dưới chân lại bị nàng hấp dẫn có lẽ các ngươi không biết tán hồn xa vốn là di vật của minh vương quỷ vu hỏi dồn ta là minh vương đề hồn không dám tin nếu còn chưa tin ngươi hãy thử vận dụng hồn lực triệu hoán kim sa rồi xem phản ứng của chúng là biết quỷ vu gợi ý đề hồn bán tín bán nghi từ từ nhắm hai mắt lại hai tay nàng duỗi thẳng đặt trước người ba động hồn lực từ trên người nàng lập tức lan tỏa khắp xung quanh chỉ một lát sau cả bãi đất bồi giữa lòng sông đột nhiên chấn động kịch liệt đám kim sa lẫn trong phấn cốt, lần lượt từng hạt một, bị một loại lực lượng vô hình thôi động, dẫn dắt. Chúng ngưng tụ ở trên không tạo thành một giải lụa vàng óng ả dài chừng 10 trượng, không ngừng phiêu đáng, tung bay phần phật trên không tựa như có gió thổi vậy. Lúc này, đề hồn mới chậm rãi mở mắt, nàng chăm chú quan sát giải lụa vàng óng do kim sa tạo thành với thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Tâm niệm nàng hơi động một chút, giải lụa kia liền từ trên không hạ xuống, rồi vần quanh chiếc eo thon, bộ dáng cực kỳ gần gũi đã nhìn rõ chưa hả? ta không lừa các ngươi mà quỷ vu không giấu được vẻ vui mừng lại reo lên đề hồn dùng kim sa bao vây gốc cây khô kia lại hàn lập nãy giờ vẫn bất động thanh sắc chợt lạnh lùng ra lệnh từ trước đến nay đề hồn chưa từng dị nghị mệnh lệnh của hàn lập hắn vừa dứt lời nàng lập tức xuất thủ ái trà trà các ngươi định làm gì định cứ thế trở mặt hay sao quỷ vu rú lên thê lương bộ dáng kêu trời đập đất đừng giả bộ nữa Ngươi muốn để hồn thu lấy kim sa là để giúp ngươi giải trừ cấm chế đấy thôi. Nếu như ta đoán không lầm thì nơi đây có tổng cộng 3 tầng phong ấn đối với ngươi. Kim sa là một, khô thụ là hai và chiếc hộp vuông kia là ba. Hồn phách của ngươi hẳn là bị phong ấn bên trong chiếc hộp kia. Hàn lập nhếch mép cười lạnh, gương mặt quỷ vu chợt cứng đờ. Rồi, y lập tức trở nên bình tĩnh, không còn làm bộ càn quấy như trước nữa. Tiểu tử, ánh mắt ngươi thực sự độc đấy. Không sai, ở đây đúng là có ba tầng phong ấn, và thần hồn của ta cũng nằm trong tỏa hồn hạp kia. Nhưng ta cũng không lừa ngươi, trải qua vô số tuế nguyệt tàn phá, hồn phách của ta dĩ nhiên đã không còn đầy đủ nữa rồi. Lưu lại đây cùng lắm chỉ là một đám tàn hồn không cam tâm chịu bại, ngày đêm khao khát báo thù mà thôi. Không hề có chút địch ý nào với các ngươi, ngươi làm thế nào để nhận ra nàng là Minh Vương? Hàn lập lại hỏi, có lẽ vì hôm nay ta chỉ còn lại một đám tàn hồn, cho nên cảm nhận lại càng thêm sâu sắc tóm lại lời ta nói đều là thật vị cô nương tên gọi đề hồn đây đích xác là minh vương chuyển thế nhớ năm đó nàng bị kẻ kia khích bác rồi hợp sức với gã hủy diệt thân thể ta sau đó phong ấn ở nơi này rốt cuộc bản thân nàng cũng chẳng có kết cục tốt quả thực đáng cười thanh âm của quỷ vu chứa đầy sự mỉa mai và cay đắng đối với những sự tình mà quỷ vu nói đề hồn căn bản không nhớ được nửa điểm tất nhiên sẽ không phản ứng gì ta muốn các người thả ta ra không phải chỉ vì báo thù quả thực ta không đành lòng trơ mắt nhìn u minh trầm luân tam vực đại loạn quỷ vu ngập ngừng thở dài ngươi có ý gì đề hồn hỏi tuy trí nhớ của ngươi đã hoàn toàn biến mất nhưng liệu ngươi có còn nhớ được lục đạo luân hồi bàn quỷ vu hỏi lục đạo luân hồi bàn đề hồn bất giác lẩm bẩm theo nhưng vẫn không nhớ nổi đó là vật gì quỷ vu thấy vậy thì khẽ lắc đầu đành bất đắc dĩ nói lục đạo luân hồi bàn chính là trọng bảo hàng đầu của u minh giới vực là đại thần khí có năng lực kiểm soát lục đạo luân hồi mệnh số. Kẻ năm xưa châm ngòi ly gián ba người chúng ta cũng chỉ vì chiếm đoạt vật này. Đề hồn nghe vậy chợt nhíu mày, có thêm vài phần hứng thú đối với câu chuyện của quỷ vu. Năm đó, sau khi ba người chúng ta lần lượt bị kẻ kia loại bỏ, gã liền tự xưng chuyển luân vương, một tay trưởng quản tam vực. Nhưng kẻ đó không hề để tâm đến thế lực vạn quỷ dưới chướng mình. Gã còn tự tiện thúc giục lục đạo luân hồi bàn, can thiệp việc hồn phách chuyển thế gã cũng dùng bảo vật này để hấp thụ lực lượng luân hồi phục vụ cho bản thân tu luyện hành động đó đã vi phạm thiên địa mệnh số quả thực là hành vi đối nghịch thiên đạo từ đó về sau đừng nói là toàn bộ u minh giới mà kể cả các giới diện khác cũng phải hứng chịu hậu quả dẫn đến đại loạn quỷ vu tiếp tục dốc bầu tâm sự người bị phong ấn ở đây đã không biết bao nhiêu vạn năm mà có thể nắm rõ sự tình của u minh giới đến vậy sao hàn lập nghe xong cũng phải giật mình bán tín bán nghi có lẽ đạo hữu cũng đã đoán được tầng tầng bạch cốt trên khu đất bồi này và cả đám thi cốt đang chìm dưới lòng sông nữa tất cả đều là chất dinh dưỡng cung cấp cho ta bao năm qua nếu không dưới cấm chế cường đại bực này ta còn có thể bảo lưu một đám tàn hồn đến tận hôm nay sao quỷ vu cười khổ nói vậy thì số lượng của đám gia hỏa đáng thương đã bị ngươi lừa gạt rồi chúng phải độc thủ quả thực không ít đấy hàn lập cười rộ lên ta thiên tân vạn khổ trèo trống đến tận hôm nay sớm đã như đèn cạn dầu rồi may mà ngươi dẫn theo minh vương đến suốt cuộc ta cũng được cứu u minh cũng được cứu rồi quỷ vu vẫn chăm chú nhìn đề hồn rồi lại tha thiết nói ngươi cứ thao thao bất tuyệt cái gì mà kiếp trước kiếp này rồi lại luân hồi mệnh số nhưng ta chẳng có chút ấn tượng nào cả cũng không quá hứng thú đề hồn nghe xong chỉ khẽ nhún vai hiện giờ đối với nàng thân phận minh vương này căn bản chỉ là chuyện hoang đường việc nàng khai mở linh trí tại linh giới rồi cùng Hàn Lập vượt qua biết bao sóng gió mới là sự thực. Phạm là người đã trải qua luân hồi tẩy luyện sẽ không còn trí nhớ kiếp trước nữa. Cho nên đối với những chuyện ta vừa nói ngươi sẽ chẳng có chút động dung. Nhưng nếu như có thể tìm lại trí nhớ của kiếp trước thì sao? Ta không tin lúc đó ngươi vẫn tiếp tục bỏ mặc hết thảy. Quỷ Vu tiếp lời, có thể tìm lại trí nhớ của kiếp trước sao? Hàn Lập bỗng lên tiếng, chỉ cần chúng ta đến được hồ Hoàng Tuyền tìm thấy lục đạo luân hồi bàn là có thể thông qua bảo vật này phản chiếu trí nhớ của kiếp trước. Sau khi người thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước lại có thể thông qua bí thuật luân hồi thu lấy kinh nghiệm tu luyện của kiếp trước, ắt sẽ giúp lực lượng pháp tắc tinh tiến bội phần. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình khuyên nhủ huyết lệ. Rồi ba người chúng ta lại chung tay chung sức, kết thành đồng minh như xưa, chắc chắn có thể đánh bại chuyển luân vương, một lần nữa giành lại u minh tam vực. Thanh âm quỷ vu ngày càng cuồng nhiệt, ánh mắt gã le lói tinh quang, thần thái mười phần. Lúc này, trong mắt đề hồn đã hiện lên một tia trần chờ dường như đã động tâm rồi. Minh vương tái thế, huyết lệ phá tan phong ấn. Lẽ nào ngươi không cảm thấy chuyện ta gặp lại ngươi quá mức trùng hợp hay sao? Đây chính là luân hồi thiên định, để chúng ta một lần nữa tái ngộ trong cõi u minh tăm tối này. Quỷ vu không tiếc lời khuyên nhủ đề hồn, nàng tỏ vẻ do dự, quay sang nhìn hàn lập, mặc dù bọn ta chẳng hứng thú chuyện nội đấu u minh giới. Nhưng lục đạo luân hồi bàn nọ dường như rất hứa hẹn chúng ta cùng ngươi đi xem xét một vòng cũng chẳng sao. Nhưng trước mắt cần phải tìm được Diêm La Chi Phủ đã. Hàn Lập gật gù, đạo hữu muốn đi Diêm La Chi Phủ sao? Việc này không khó, quỷ vu mừng rỡ, ngươi biết Diêm La Chi Phủ. Hàn Lập vẫn không hoàn toàn tin tưởng, không rõ cước bộ của các ngươi nhanh chậm ra sao. Nếu như đủ nhanh, thì nơi đó cách đây không quá nửa tháng lộ trình. Còn chậm nhất thì, khoảng một tháng sẽ đến được. Quỷ vu trầm ngâm suy tính một lúc, nghe xong, nội tâm Hàn Lập liền vui vẻ, nhưng sắc mặt vẫn bảo trì nguyên dạng, tỏ ra mình vẫn còn chút đắn đo. Đạo hữu chỉ cần đáp ứng về sau sẽ mang ta đến Hồ Hoàng Tuyền, nơi có lục đạo luân hồi bàn rồi giúp ta khôi phục thực lực, ta sẽ chỉ đường giúp các ngươi đến Diêm La Chi Phủ. Quỷ vu dường như đoán được tâm ý của Hàn Lập, bèn nói ra điều kiện của mình. Hàn Lập nghe xong, rốt cuộc cũng gật đầu đáp ứng. Nếu như đã đồng ý kết minh, vậy trước tiên xin đạo hữu giúp ta cởi bỏ phong ấn. Quỷ vu vui vẻ nói. Với năng lực của đề hồn thì giải quyết đám tán hồn xa này chỉ là việc nhấc tay mà thôi. Nhưng hai đạo phong ấn phía sau lại hết sức cổ quái. Không biết quỷ vu đạo hữu có biết phương pháp giải trừ. Hàn lập nhếch mép cười, chương 1285, đồng hành cùng quỷ. Quỷ vu nói cây khô này luyện chế bằng dương xí mộc, nhìn bên ngoài đen như từng bị lửa đốt, thật ra là bên trong sinh ra thần diễm, tự mình thiêu đốt bản thân. Nếu đạo hữu có đổ vật tương khắc trí âm, có thể tạm thời áp chế nó, ta sẽ thoát thân ngay. Hàn lập lại hỏi, ồ, còn tỏa hồn hạp nên phá như thế nào? Quỷ vu cười khổ đáp, vật này vốn phòng ngừa hồn phách ta chạy tứ tán, dùng để thu thập luyện hóa tàn hồn của ta, sau khi ta bỏ ra một cái giá rất đắt mới cải tạo nó chút ít, biến nó thành pháp khí giấu hồn. Bây giờ nó tương liên với thần hồn của ta, tùy tiện mở ra, chỉ sợ sợi tàn hồn này chịu đựng không nổi vài lần trêu chọc của âm phong, sẽ tan thành mây khói hàn lập vừa cười vừa nói vậy cũng dễ thôi đề hồn ngươi thu hồi tán hồn xa trước đề hồn nghe vậy tiện tay vẫy một cái mảng cát vàng bao bọc gốc cây khô kia lập tức bay ngược lại quay về xoay quanh trong lòng bàn tay nàng rồi thu nó vào trong cơ thể hàn lập nhìn xong cười nói vốn nói sẽ bồi thường ngươi mãi vẫn không thực hiện hôm nay lại vừa vặn có cơ hội quỷ vu không hiểu không biết lời hàn lập là nói cho ai nghe kết quả lão thấy ánh bạc lóe lên trên đầu vai hàn lập một ngân diễm tiểu nhân từ đó nhảy ra ngoài, mặt mũi đầy vẻ vui sướng xoa xoa đôi bàn tay, nhảy xuống cây khô màu đen, ôm lấy nó như bạch tuộc. Đây là, quỷ vu cảm nhận được khí thức trên thân tinh viêm hỏa điểu, lập tức cảm thấy bất an. Hàn lập cười đáp, không cần kinh hoàng, đây là tinh viêm chi hỏa, thứ vật trí dương, dương xí mộc kia vừa đúng đại bổ cho nó. Đạo hữu có thể nói tiểu đồng kia cẩn thận vạn phần, chưa có tổn thương hài cốt của ta. Quỷ vu nói xong câu này, khó trắng trên người thu lại, rút vào trong tỏa hồn hạp, không một tiếng động. Hàn lập thấy thế, khẽ cười, dặn dò tinh viêm hỏa điều rồi để nó tùy ý hóa thành một ngọn lửa màu bạc cháy rừng rực, nuốt dương xí mộc vào. Quá trình hấp thu không quá nhanh, tốn hơn nửa canh giờ, mấy người hàn lập cũng tranh thủ tu dưỡng một lượt. Cuối cùng, lửa bạc của tinh viêm hỏa điều thu lại, một lần nữa hóa thành bộ dáng ngân diễm tiểu nhân, nó giống như uống say, loạn trọng nhảy lên vai hàn lập, cũng không hề chào hỏi đã nằm vật xuống dung nhập vào trong cơ thể hàn lập. Trên đất bồi màu trắng, cây khô đã biến mất, chỉ còn lại một bộ thi hài màu đen và một cái hộp vuông màu đen ở trên mặt đất. Hàn lập liếc mắt về phía đề hồn, nàng thu hồi tán hồn xa trước rồi lại lao thẳng tới, bao lấy bộ thi hài kia cùng với tỏa hồn hạp. Hàn lập vừa cười vừa nói, quỷ vu đạo hiếu, để phòng vạn nhất, đắc tội. Kết minh với đồng minh cẩn thận như đạo hiếu, thật là chuyện may mắn. Tiếng quỷ vu truyền ra trong tỏa hồn hạp, ngữ khí bình thản, không có ý oán hận nào. Vậy phiền đạo hữu chỉ đường. Hàn Lập tiện tay thu hồi thi hài và tỏa hồn hạp, từ tốn nói. Tốt thôi, tốt thôi, quỷ vu đáp, sau 7 ngày, không trung mây đen dày đặc, ép màn trời xuống rất thấp, không khí tràn ngập mùi vị làm cho người ta khó chịu. Nhóm ba người Hàn Lập hành đầu tại một vùng núi non chập trùng, treo leo giữa những dãy núi màu đen, khắp hai bên đường đều thấy các bộ hài cốt nằm tán loạn, gió thổi qua liền bốc lên một đám lân hỏa xanh lè. Đi tới một mảnh vách núi cao vút, mấy người đều dựa vách núi mà đi, một bên khác là vực sâu vạn trượng không thấy đáy, sương mù bên trong cuồn cuộn, tràn ngập mùi hôi thối. Kim đồng truyền âm phàn nàn, đại thúc thực sự tin chuyện quái quỷ của tên kia sao? Chính đề hồn nói không phát hiện thấy rung động hồn lực gì, chúng ta còn tốn sức đi qua đường núi này làm gì, trực tiếp bay qua vách núi kia không được sao? Hàn lập truyền âm trả lời, U Minh chi địa không thể dùng lẽ thường để tính toán, đề hồn không thể phát hiện, chưa hẳn không tồn tại. Huống hồ đối với chuyện này, quỷ vu không cần thiết lừa gạt chúng ta không sai mấy ngày nay quỷ vu chỉ đường vẫn không có vấn đề cho chúng ta tránh khỏi tất cả u minh quỷ thành bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết đề hồn nói thêm nói xong nàng liếc qua con đường phía trước chỉ thấy đường mòn dưới chân bọn họ uốn lượn kéo dài đến hơn nghìn trượt rồi hoàn toàn bị xương mù dày đặc che lấp không thể nhìn rõ cái gì hàn lập mở miệng hỏi quỷ vu đạo hiếu người nói xem quỷ mãng sống trên tang hồn nhai này rõ ràng có thực lực cấp bậc đại la hoàn toàn có thể hùng bá một phương vì sao còn chiếm cứ ở chỗ này không chịu rời đi tiếng quỷ vô từ trong một túi vải mà hàn lập treo ở đai lưng truyền ra cái này ta cũng không rõ thân thế quỷ mãng kia cũng hết sức kỳ lạ nghe nói khi nó còn sống đã có tư chất hóa rồng nhưng vì trợ giúp con nhỏ ngăn cản thiên phạt còn sống sờ sờ lại để cho bảy đạo thiên kiếp liên tiếp đánh chết sau khi chết oán niệm vẫn còn không ngừng tu luyện ở u minh giới cuối cùng cảnh giới còn cường đại hơn so với khi còn sống một mực nấn ná tại tang hồn nhai này cứ có gì từ trên cao bay lượn qua, đều sẽ liều chết truy sát. Còn đi trên đường núi qua, chỉ cần không chủ động khiêu khích, sẽ không bị công kích. Hàn Lập suy nghĩ một lát, nói tiếp, trên không tang hồn nhai này, mây đen che cả ngày, một khi có người tiến vào trong, Khối tầng mây quay cuồng, tư thế hơi giống với lúc thiên lôi hàng phạt, có lẽ bởi vậy quỷ mãng mới tấn công. Tiếng nói của hắn vừa dứt, không chung trong tầng mây bỗng có một đạo độn quang sáng lên, tựa như có người bay qua đó. Thời khắc biển mây quay cuồng, tuy không vang lên tiếng sấm, nhưng tình huống thực sự giống mấy phần dáng vẻ thiên lôi dáng thế. Không ổn, không nên tới gần vách núi, áp sát vào ngọn núi, đi mau. Tiếng quỷ vu lại vang lên lần nữa. Ba người hàn lập nghe vậy, thần sắc cũng hơi đổi, vội vàng tăng tốc, áp sát một bên núi, nhanh chóng tiến lên phía trước. ầm ầm ầm, đúng lúc này, từng đợt âm thanh nặng nề như sấm sét truyền tới từ đáy vực sâu. Ba người hàn lập chợt cảm thấy cả ngọn núi dưới chân đều chấn động dữ dội theo. Ngay sau đó, sương mù dày đặc quanh năm không tan trong vực sâu cạnh vách núi bỗng trở nên cuồn cuộn, một hình bóng khổng lồ bay vọt lên, lao thẳng tới bầu trời đầy mây đen. Hàn Lập liền nhìn thấy một bức tường cao màu đen từ dưới vực sâu đột ngột lao lên mặt đất, đụng vào biển mây, khuấy động khí tức vùng thiên địa này đại loạn. Trên tường cao kia mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh lân phiến hình thoi to khoảng hơn 10 trượng, mà sát dữ dội vào vách núi tóe lửa. Chờ đến lúc nó hoàn toàn chui vào trong biển mây, Hàn Lập mới nhìn rõ toàn thể nó. Rõ ràng là một con rắn vải đen khổng lồ dài chừng mười mấy vạn trượng, một cái sừng mọc trên đầu, hai con mắt như tháp đèn, chiếu ra hai luồng sáng màu xanh lục. Tu vi gia hỏa này lại tăng lên, đã có thể so với đại la cảnh hậu kỳ rồi. Quỷ vu tán thán, kim đồng hơi khó tin nói, cái gì, một quỷ vật lại có thể tu luyện đến trình độ này sao? Màn hoàng giới vừa còn có chân linh nghịch thiên, u minh chi địa sao lại không thể tồn tại một vài thứ ngoài sức tưởng tượng. Tuổi tác gia hỏa này chỉ sợ còn nhiều hơn ta, đi thôi thừa dịp nó còn không ra tay với chúng ta, mau chóng rời đi. Quỷ vu gấp giọng thúc giục, ba người hàn lập vốn cũng không dừng lại, giờ phút này càng tăng tốc chạy đi. Vất vả vượt qua vách núi, đi tới một sơn phong khác, hàn lập quay đầu lại nhìn không chung trong biển mây, một đầu lâu màu đen lớn như núi, nằm hiên ngang cao vút trong mây đen, đôi mắt màu xanh lục nhìn chăm chú bọn hắn. Chỉ là không biết tại sao, quỷ mãng này cuối cùng cũng không công kích bọn hắn, bỏ mặc bọn hắn rời khỏi tam hồn nhai. Hàn Lập vẫn còn chút không yên lòng, hỏi quỷ vu đạo hiếu, ngươi thành thật nói cho ta biết, quỷ mãng này quan hệ với ngươi thế nào, vì sao nó không ra tay với chúng ta. Cái này, ta thật không rõ, nó mặc dù ở trên địa giới diêm la vực này của ta, ta vẫn một mực kính nhi viễn chi với nó, chưa từng quen biết. Quỷ vu đáp, thôi, sau này nếu còn tồn tại bực này, cứ đi đường vòng là được. Hàn Lập nói, à, lúc trước ta cũng nói đi đường vòng, đây không phải vì tránh thành trì mới đi sao. Quỷ vu thở dài một tiếng, thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn một tháng. Vùng đất Tây Bộ Biên Thủy Diêm La Vực, không còn thấy hình ảnh những dãy núi nữa, thay vào đó là một vùng đầm lầy chiếm diện tích chừng ngàn vạn dặm quỷ vực. Liếc nhìn khắp nơi đều là đầm lầy cạn nước, khói độc tràn lan, tản ra khí thức hôi thối mục nát ứ động. Rìa phía đông của đầm lầy là một bờ sông kéo dài khấp khỉnh như răng chó, ở trong bỗng nhiên có một bán đảo, diện tích không quá vạn trượng, lại kéo dài sâu vào đầm lầy mấy ngàn trượng. Giờ phút này, ở nơi cuối cùng bán đảo kia một thanh niên nam tử thân hình cao lớn đang đứng ngửa đầu nhìn không trung nam tử đó chính là hàn lập ở trên không trung đầm lầy chỉ hơn ngàn trượng một đám mây ngũ sắc rực rỡ đang lơ lửng phóng tầm mắt nhìn tới trông rất đẹp mắt đại thúc nhìn cái gì đấy có phải vẫn đang nghĩ về quỷ nương mặc áo cưới kia không lúc này kim đồng đứng ở phía sau hắn cách đó không xa lại nháy mắt trêu chọc kim đồng hàn lập nhíu mày lại trách mắng kim đồng hoàn toàn không sợ hai tay để sau lưng ra vẻ ông cụ non nói làm sao vậy đại thúc không phải ta nói thúc bộ dáng thúc cũng không phải tuấn tú người ta tân nương mặc áo cưới kia tuy nói là ma quỷ nhưng bộ dáng không kém tiên tử cung nga chút nào khó lắm mới được người ta coi thúc như người đọc sách nhã nhận vừa gặp đã cảm mến thúc lại hay rồi không nhận tình thì thôi còn một kiếm chém người ta thật quá vô tình đề hồn người cũng cảm thấy như vậy đúng không đề hồn đứng ở bên cũng không đáp lời chỉ che miệng cười khẽ trên thực tế, nữ quỷ mặc áo cưới kia tuy là ma quỷ, lại cực kỳ khó chơi, một mình dùng mê huyễn chi thuật đến xuất thần nhập hóa, với linh mục thần thông của Hàn Lập, lại thêm thần hồn cảm ứng của đề hồn, vẫn bị nó vây dòng dã ba ngày. Mãi về sau cùng, Hàn Lập dựa vào quỷ vu chỉ điểm, tìm ra kiệu hoa nữ quỷ dùng bầy trận, mới bước ra chân thân, một kiếm chém chết. Tất cả quá trình, đại khái cũng chỉ có Kim Đồng cảm thấy thú vị. Một tháng này, những sự tình như vậy không phải lần đầu tiên, khiến Hàn Lập cũng có chút cảm khái, U Minh Chi Địa thực sự quá nhiều cổ quái. chương 1286, Đại trận quỷ dị. Quỷ vu đạo hiếu, mảnh quỷ vực đại trạch trước mắt này nhìn như yên tĩnh, bất quá hẳn cũng không phải vùng đất lành gì hả. Hàn Lập không để ý đến Kim Đồng, nói, hắc hắc, U Minh địa giới này làm gì có nơi nào là đất lành, quang cảnh trước mắt xem cũng không tệ. Trong quỷ vực đại trạch này trướng khí nồng đậm, kéo dài không tiêu tan, quanh năm uẩn trưng phía dưới, tạo thành ngũ thải độc vân trên không. Bất quá, lấy thân thể đại la các ngươi, chỉ cần phi hành không quá cao, tiến thẳng vào trong đám mây độc này cũng không ngại. Quỷ vu cười hắc hắc một tiếng, đáp, vậy cũng không sao, chỉ là rốt cuộc diêm la chi phủ ở nơi nào. Hàn lập hỏi, không bao xa, sắp đến rồi. Quỷ vu nói, câu này ngươi đã nói không dưới 5-6 lần rồi, rốt cuộc diêm la chi phủ có ở trong mảnh đầm lầy này hay không? Đề hồn nhìn quỷ vu một chút, nhíu mày hỏi, ta luôn cảm thấy nơi này hoang vu vô cùng, thấy cũng không giống có phòng ốc kiến trúc gì, người không lừa gạt chúng ta đó chứ. Kim Đồng cũng đầy ngờ vực, hỏi: "Ta nào dám lừa các ngươi?" Diêm La chi phủ kỳ thật ở giữa một tòa đảo hoang trong đầm lầy này, bất quá nơi đó bị một tòa đại trận pháp tắc cổ quái vây quanh, cho tới bây giờ không ai tiến vào được. Còn cổ quái thế nào, chờ gặp được ngươi sẽ hiểu." Quỷ Vu nói gấp: "Nếu vậy, xin mời Quỷ Vu đạo hữu chỉ đường, chúng ta đi xem một chút." Hàn Lập nói: "Từ bán đảo này đi một đường hướng tây chừng 30 vạn dặm." Có thể thấy được một rừng cây, cây cối nơi đó tương đối đặc biệt. Chúng ta trước đi tới đó đã, Quỷ Vu nói, gã nói xong, ba người Hàn Lập liền phi thân bay lên không, bay thấp trên không cách đầm lầy thủy vực hơn trăm trượng. Một lát sau, phía cuối tầm mắt mọi người xuất hiện một gốc cây khô màu đen cao tới mấy trăm trượng. Thân cây này thập phần tráng kiệt, chỉ là toàn thân đen kịt khô quắt, giống như bị đốt thành than đen, không chút sinh khí, nhánh cây tứ tán không có lá, giống như từng quỷ trảo giữ tợn, vươn ra bốn phương tám hướng. Dây leo của nó như liễu rủ từ trên nhánh cây buông xuống, hàng ngàn hàng vạn sợi, phía trên treo dày đặc vô số thi hài mục nát, hình thái khác nhau, nhìn thấy khiến da đầu phải run lên. Mà phía sau cây khô này, trong vận vụ trướng khí, vẫn mơ hồ nhìn thấy, cứ cách một khoảng lại có một gốc cây khô tương tự, chẳng chịt, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Ngay lúc mấy người Hàn Lập muốn tiếp cận, quỷ vu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Những cây kia là huyền thi quỷ đằng, có chút khó chơi, không nên quá phận tới gần chúng ta chỉ cần lấy mảnh khu vực này làm mốc, đi về hướng bắc chừng 170 vạn dặm, tìm một khối phù thạch tương tự quỷ mị đầm lầy phù thạch, từ nơi đó lại đi hướng tây 80 vạn dặm là có thể đến hòn đảo chứa Diêm La Chi Phủ. Ba người Hàn Lập nghe vậy, lập tức dừng lại, sau đó bay về hướng bắc. Ba người Hàn Lập cứ như vậy theo quỷ vu dẫn đường, một phen gián tiếp, lại đi ước chừng ba ngày, rốt cuộc chạy tới tòa đảo hoang trong đầm lầy. Cách hòn đảo hơn nghìn dặm, bốn phía tựa hồ bị một tầng kết giới bao phủ, Tất cả chướng khí xương độc đều bị ngăn cách ở bên ngoài, khiến cho khu vực đảo hoang trời sáng khí trong, nhìn giống như một vùng đất hoàn toàn khác biệt nơi này. Bất quá, Hàn Lập rất nhanh đã nhận ra dị dạng, trong tầng kết giới kia ẩn chứa thời gian pháp tác chi lực rất cường đại. Ba người bay tới, lơ lửng bên ngoài kết giới, nhìn vào bên trong đảo hoang, liền thấy thời gian trong kết giới tựa như bị ngưng lại. Ở trên đảo cây cối xanh ngắt, tựa hồ đang bị gió thổi nhẹ, vừa lắc lư liền bị ngừng lại trong nháy mắt. Ngay cả chim bay lượn từ ngọn cây ra cũng đang duy trì trạng thái hai cánh mở rộng, treo ở giữa trời. Nơi này hẳn là Diêm La chi phủ, ánh mắt Đề Hồn quét qua bốn phía, nói ra: "Không sai, chính là chỗ này." Quỷ Vu nói: "A, à, trong này đã xảy ra chuyện gì?" Kim Đồng ngạc nhiên hỏi. Tầng kết giới này tràn đầy thời gian pháp tắc chi lực, phong cấm thời gian bên trong lại. Tất cả mọi thứ đều duy trì trạng thái lúc phong ấn, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, chưa có người tiến vào bên trong chớ nói chi là đạp vào hòn đảo. Quỷ vu nói, Hàn Lập thoáng xem xét một chút, hơi nghi hoặc rồi nói. Trong phòng cấm kết giới nơi này ẩn chứa thời gian pháp tác chi lực nồng đậm, nhưng cũng không phải là sát trận uy lực tuyệt luân, không thể phá vỡ pháp trận phòng ngự, vì sao chưa từng bị ai phá vỡ. Việc này sao, Hàn Đạo Hiếu Đại Khái có thể tự thử một chút, sẽ biết ngay. Quỷ vu có chút trần chờ nói, hừ, giả thân giả quỷ, đại thúc ngươi chờ đó, đợi ta đi trước thử một chút. Kim đồng bĩu môi một cái, nói ra, nói xong, quanh thân nàng lóe lên kim quang, không đợi Hàn Lập ngăn cản, đã đi đầu sông tới kết giới. Chậm đã, Hàn Lập chỉ kịp hô lên hai chữ này, liền kinh ngạc nhìn thấy, kim đồng dùng man lực sông vào trong kết giới, bị một vệt kim quang bao vây lấy, trong nháy mắt lui trở về kết giới bên ngoài. Hừ, giả thân giả quỷ, đại thúc ngươi chờ, đợi ta đi trước thử một chút. Kim đồng bĩu môi một cái, toàn thân lại đại phóng kim quang sông tới. Nhưng sau chớp mắt, nàng lại lần nữa quay trở về chỗ cũ, trong miệng nói hư. Giả thân giả quỷ, đại thúc ngươi chờ, đợi ta đi trước thử một chút. Kim quang hộ thân đụng tới kết giới, thân sắc trên mặt nàng lại giống lúc trước như đúc, tựa hồ chính mình lặp lại động tác, hồn nhiên không biết. Lại một lần trong nháy mắt truyền về đằng sau, kim đồng đang muốn vào tới kết giới, liền bị một bàn tay hàn lập che kín kim quang kéo lại. Đại thúc, ngươi làm gì? Để ta thử trước một lần, kim đồng tránh khỏi tay hàn lập, nói ra người cũng đã thử nhiều lần rồi vô ích thôi hàn lập nói đại thúc người hoa mắt à ta rõ ràng còn chưa thử lần nào đề hôn người nói đại thúc hắn có phải hồ đồ rồi hay không mặt mũi kim đồng tràn đầy nghi hoặc nói chủ nhân hắn không nói sai người thật sự đã thử rất nhiều lần rồi đề hôn nói như thế không phải đâu ta làm sao không biết kim đồng nghe vậy mặt mũi mê mang hàn lập trầm ngâm không nói thế mới biết lúc trước tại sao quỷ vu lại nói nơi này rất cổ quái Kết giới này có hiệu quả phong ấn thời gian, phàm có người xâm nhập vào trong đó, sẽ bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng, làm cho vĩnh viễn bảo trì trạng thái trước khi tiến vào kết giới. Nếu không có người bên ngoài ngăn cản, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn tiếp tục như thế. Suy nghĩ một lát, Hàn Lập mới giải thích, ta hình như nghe không hiểu, Kim Đồng gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, đề hồn cũng một mặt mê hoặc, nói đúng ra, người dù thử lại một trăm vạn lần cũng vô dụng, sẽ chỉ lần lượt bị truyền tống ra bên ngoài kết giới, mà chính mình còn không phát hiện được. Hàn lập bổ sung thêm, ha ha, hàn đạo hữu không hổ tu hành thời gian pháp tắc chi lực, ánh mắt thập phần tinh chuẩn, mới nhìn mấy lần đã nhìn thấu công hiệu kết giới này. Chỉ bất quá dạng lặp lại này, sẽ không tiếp tục kéo dài vô hạn, khi đạt tới số lần hạn chế nhất định, nhục thân kẻ xông vào sẽ bị thời gian pháp tắc phân giải, một thân tiên linh lực sẽ chảy vào đại trận, trả lại cho nó. Thanh âm quỷ vu vang lên, vừa nghe nói, đề hồn và kim đồng giật mình, Hàn lập lại không lộ ra vẻ dị dạng nào, chỉ là ánh mắt không ngừng đảo qua mặt ngoài đại trận, tựa hồ đang lo lắng điều gì. "Lão già, không nói sớm, ngươi muốn hại chết ta à?" Kim Đồng kêu lên, "Ngươi chỉ thử 7 8 lần, không có gì đáng ngại. Muốn đạt tới loại trình độ ta nói kia, tối thiểu phải vạn lần trở lên, chỉ là đối với người trong cuộc thì trừ phi có người ngoài can thiệp, nếu không căn bản không cảm giác được. Nói cách khác ngay lúc ngươi bắt đầu xuất thủ, vận mệnh của ngươi đã được an bài." Quỷ Vu nói. Quỷ vu đạo hữu người biết phá trừ cấm chế này thế nào không? Hàn lập hỏi, hắc hắc, đạo Hữu nói đùa à? Ta nếu biết cái này, diêm la chi phủ này không phải đã sớm là vật trong túi ta à? Quỷ vu cười khan vài tiếng, nói. Hàn lập nghe vậy, liền biết gã không giả bộ. Bất quá cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu kết giới này là thời gian pháp tắc đúc thành, như vậy muốn phá giải, đương nhiên vẫn phải do người sử dụng thời gian pháp tắc làm. Quỷ vu nhắc nhở, Hàn lập nghe xong, trong lòng giống như có sở ngộ lập tức hai tay bấm pháp quyết trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng chỉ thấy trên thân hắn lập tức nhộn nhạo lên một trận ba động thời gian pháp tắc sau lưng kim quang đại tác năm đồ vật cụ tượng thời gian pháp tắc đồng thời nổi lên vần quanh người hắn hàn lập yên lặng vận chuyển công pháp đại ngũ hành nguyễn thế quyết tiện tay vung lên năm kiện cụ tượng thời gian pháp tắc quanh thân lập tức đại phóng kim quang từng cái bay lượn ra chia ra chiếm cứ phương vị ngũ hành rơi vào trên màn sáng kết giới chỉ thấy trên màn sáng kết giới, nhộn nhạo lên năm gợn sóng thời gian pháp tắc, từ chung quanh và phía trên phân biệt khuếch trương ra. Những nơi đi qua mặt ngoài kết giới đều nổi lên gợn sóng rất nhỏ, nhìn tựa như mặt nước biển hồ. Hàn lập nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái vào kết giới, một tiếng rắc nhỏ vang lên. Màn sáng kia lập tức như bọt nước vỡ vụn ra, chỉ một thoáng, linh khí chọc khí và chướng khí xương độc giữa thiên địa, nhao nhao từ bốn phương tám hướng mãnh liệt cuốn tới, tràn vào tòa đảo hoang kia ở trên đảo cũng giống như nổi lên một trận cuồng phong tất cả cây cối trải qua không biết bao nhiêu năm tháng bất động lần nữa lắc lư đáng thương nhất là chim chóc đình trệ trên đó đột nhiên bị chướng khí cuốn tới bao phủ trong nháy mắt ngã xuống lại nhanh như vậy quỷ vu có chút khó tin nói hàn lập cũng không giải thích chỉ nói một câu đi thôi liền dẫn đầu bay lên đảo hoang hai người kim đồng và đề hồn cũng theo sát phía sau trên đảo hoang rất là hoang vu đâu đâu cũng cổ thụ um tùm ngay cả núi đá trần trụi cũng hiếm thấy, càng không có đỉnh đài lầu các hay phủ đệ tiên nhân gì cả. Bất quá, sau khi lên đảo, Hàn Lập mơ hồ cảm ứng, cảm thấy ở giữa đảo hoang có một trận ba động thời gian pháp tắc như có như không không ngừng truyền đến, hấp dẫn hắn tiến tới bên kia. Ở trên đảo cây rừng rậm rạp, cỏ dại lùm cây sinh sống, ở trong đó ngay cả một đường mòn sơn dã cũng không có, ba người Hàn Lập cũng chỉ có thể vạch bụi cỏ ra một con đường, không ngừng tiến lên. Theo một đường tiến lên, địa thế hòn đảo càng ngày càng cao cây rừng cũng không rậm rạp như lúc đầu, chờ bọn hắn đi đến đỉnh núi, bốn phía cũng chỉ còn lại cây cối và cỏ tranh có chút thấp bé. Hàn lập liếc mắt liền thấy, ở trong một lùm cỏ dại dựng thẳng nửa khối bia đá không trọn vẹn. chương 1287, trèo lên đỉnh núi, ta là đỉnh. Hàn lập bước lên phía trước, đưa tay gạt đám cỏ tranh ra để nhìn cho rõ. Chỉ thấy bề mặt tấm bia đá bị một lớp rêu xanh thấm phủ kín, cơ hồ che khuất đại bộ phận văn tự khắc trên đó, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra hai chữ chi phủ thoạt nhìn, dấu vết đứt gãy trên tấm bia đá không được tự nhiên cho lắm. Ở chính giữa còn có một lỗ hổng cỡ nắm đấm, đại thúc mau nhìn qua bên kia, kim đồng chợt xeo lên, hàn lập nghe tiếng bèn ngoái lại nhìn, liền phát bên trong bụi cỏ gần đó lấp ló nửa còn lại của tấm bia đá. Sau khi phủi sạch bụi đất và rêu mốc, trên bề mặt tấm bia rành rành hiện ra hai chữ diêm la. Xem ra nơi đây đúng là diêm la chi phủ rồi, nếu như không thấy động phủ đâu, thì hẳn là được giấu trong bí cảnh hoặc tồn tại chướng nhãn pháp trận. Đề hồn rời mắt khỏi tấm bia đá, quan sát xung quanh một lượt rồi mới lên tiếng. "Chính là chỗ này." Hàn Lập nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. "Ở đây sao?" Kim Đồng bán tín bán nghi hỏi. Hàn Lập chỉ cười khẽ mà không đáp, rồi tung ra một chảo tóm vào hư không. Một luồng lưu quang vàng rực trào ra từ lòng bàn tay hắn, bao bọc lấy nửa tấm bia đá trên mặt đất, cách không nhấc lên, rồi ghép với một nửa còn lại. Không ngoài dự đoán, hai mảnh vỡ hoàn toàn trùng khớp vết nứt ở giữa tấm bia không mảy may có chút khe hở. Ô, sao lại thiếu mất một khối? Kim đồng thốt lên, tuy hai nửa tấm bia đã được ghép lại thành một, nhưng rõ ràng vẫn còn lại một lỗ hổng chừng nắm đấm ở chính giữa, nên chưa thể nói là hoàn chỉnh. Xem ra vẫn còn thiếu một chiếc chìa khóa, thanh âm của quỷ vu vang lên từ bên hông Hàn Lập. Quỷ vu đạo hữu có biết chìa khóa là vật như thế nào không? Hàn Lập hỏi, Diêm La Chi Phủ đã tồn tại từ rất lâu, Ta còn không biết rốt cuộc là do người phương nào xây dựng, làm sao có thể nhận biết chìa khóa là thứ gì đây. Ngược lại, hàn đạo hữu người đã chủ động tìm đến nơi này, vậy mà cũng u mê giống ta sao. Quỷ vu phân trần, hàn lập nghe vậy chợt ngẩn ra. Chẳng phải trong lần xuyên toa trước đó, Di La Lão Tổ đã từng nhắc nhở hắn rằng, nếu có có cơ hội hãy đi Diêm La Chi Phủ một chuyến hay sao. Nhưng lão lại chẳng đề cập đến vị trí cụ thể hay chìa khóa cấm chế gì cả. Giờ hắn nên làm thế nào mới phải đây? hàn lập tiến lên phía trước ngồi xuống tự mình dò xét tấm bia đá thật cẩn thận một phen nhưng hắn không phát hiện được bất cứ vết tích của ba động pháp tắc hay không gian pháp trận nào hết ngẫm nghĩ một lát hàn lập đưa ngón tay vuốt ve mặt trong lỗ hổng trên tấm bia đá một chút hắn chợt phát hiện hình dạng này kích thước này có chút quen mắt liền tập trung thăm dò kỹ càng hơn ánh mắt hàn lập bỗng sáng ngời đồng thời nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy hắn thu ngón tay lại vỗ vỗ lên phiến đá đầy rêu xanh Bàn tay vừa lật, kim quang đã lóe lên, rồi trong lòng bàn tay chợt nhiều thêm một chiếc nghiên mực màu vàng. Phần đầu chiếc nghiên có khắc họa một chú trâu vàng đang lim dim nằm ngủ, đường nét tinh tế trôi chảy, bộ dáng an tĩnh hiền hòa. Vật này chính là chiếc nghiên mực màu vàng mà trước đây Vũ Dương đã tặng cho hắn khi còn ở cửu Nguyên Thành. Chiếc nghiên mực vừa xuất hiện, liền đại phóng hào quang, tản mát trận trận ba động pháp tác thuộc tính thổ vô cùng nồng đậm. Vô cùng trùng hợp, bề mặt tấm tàn bi cũng hiện ra một tầng phù văn dày đặc lỗ hồng chính giữa tấm bia phát tán kim quang rực rỡ, phát ra trận trận hấp lực hô ứng với chiếc nghiên mực. Hàn lập không hề do dự vung tay lên, chiếc nghiên mực màu vàng, vàng lăng không bay đi, mau chóng hạ xuống lỗ hồng trên tấm bia đá. Rốt cuộc, hai vật thể này cũng hòa làm một, không chút tỉ vết. Ngay lập tức, đám phù văn trên bề mặt tấm bia đá rực sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết, thình lình mở ra một vòng xoáy màu vàng. Hắc hắc, mở ra rồi, kim đồng kinh hỉ hét lên, đây rốt cuộc là số mệnh thần bí hay là an bài của lão tổ đây nội tâm hàn lập chợt trùng xuống dường như có chút nghi hoặc đại thúc sao vậy quang môn đã mở ra rồi sao còn không đi kim đồng cảm thấy thần sắc của hàn lập có chút cổ quái vội hỏi hàn lập lắc đầu tạm thời gạt bỏ mọi tạp niệm ngổn ngang chuẩn bị tiến vào vòng xoáy nhưng hắn dường như chợt nhớ ra việc gì nên lập tức dừng bước quay sang dặn dò hai người kim đồng cấm chế trên hoang đảo này đã bị triệt tiêu địch nhân sẽ có thể tùy thời đuổi đến chúng ta không nên cùng nhau tiến vào. tạm thời các ngươi hãy thủ hộ ở chỗ này cho ta. ngươi yên tâm đi đi. bên ngoài đã có hai người bọn ta chấn thủ. đề hồn nhẹ gật đầu. kim đồng mặc dù rất nóng lòng muốn xem bên trong diêm la chi phủ rốt cuộc có vật gì, nhưng vì hàn lập đã lên tiếng phân phó như vậy, nên nàng đành gắng gượng đáp ứng. tạm thời giao cho ngươi chiếu cố quỷ vu đạo hiếu. hàn lập tháo tỏa hồn hạp bên hông xuống rồi đưa cho đề hồn, thầm ý nói chủ nhân yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố y. Đề hồn lập tức minh bạch ý tứ của hắn, chỉ khẽ mỉm cười. Lúc này, tàn hồn quỷ vu bên trong chiếc hộp đen một mực im lặng, nửa chữ cũng không nói. Bàn giao xong xuôi, hàn lập mới xoay người xảy bước tiến về phía vòng xoáy quang môn. Thân thể hắn lập tức bị một hấp lực cường đại cuốn lấy, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển một hồi, rồi chớp mắt một cái đã lại đứng vững. Sau đó, hàn lập phát giác bản thân hiện đang có mặt trên một bình nguyên bát ngát, hoa cỏ tươi xanh dập trời diện tích nơi này quả thực không nhỏ, nhìn không rõ điểm cuối. Phía chân trời xa xa có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của một tòa sơn mạch cực kỳ hùng vĩ. Trên bình nguyên rộng lớn, ở vị trí cách Hàn Lập chừng mấy trăm trượng, có một gốc cây táo cao chừng hơn 10 trượng lặng lẽ mọc ở đó. Dưới tán cây có một căn nhà ba gian lập từ cỏ tranh. Gian nhà cỏ tuy nhỏ bé, nhưng được xây dựng rất có quy tắc. Ngay cả lớp mái hiên bằng cỏ tranh cũng được bệnh cực kỳ tỉ mỉ, chắc chắn. Ngươi nhìn gì vậy? còn không mau qua đây, vì sư đợi người đã rất lâu rồi. Lúc này, từ gian nhà tranh bỗng nhiên vang lên một thanh âm hỏa ái quen thuộc. Ngay sau đó, chỉ thấy một lão hòa thượng với thân hình mập mạp, vận tăng bào màu đỏ, tay lần lần chàng hạt đẩy cửa bước ra ngoài. Giái tai của lão tăng mập mạp này rất dài, rủ xuống cả bờ vai. Dường như lão đang rất cao hứng nên cười lớn hết cỡ, làm cho cặp mắt híp lại như đường chỉ, lại thêm cái bụng căng tròn như chiếc trống cái, khiến người khác vừa nhìn thấy lão liền nảy sinh thiện niệm sư tôn nội tâm hàn lập mừng rỡ không thôi nhưng hắn chợt nhíu mày rất nhanh hàn lập đã phát hiện vị lão tăng tai to trước mặt mình rốt cuộc chỉ là một đám tàn hồn của di la lão tổ năm xưa mà thôi trông người kìa hẳn là đang thất vọng a à. ha ha di la lão tổ làm bộ lơ đánh, lớn tiếng trêu đùa hắn thoạt nhìn ta còn tưởng sư tôn vẫn tại thế nên vẫn chưa phát giác nội tâm có chút có chút tiếc nuối hàn lập buồn bã âm u thở dài đối với vi sư việc ngươi có thể xuất hiện ở đây đã không uổng công ta đằng đẵng chờ đợi rồi. Vi sư không còn gì để hối tiếc nữa. Di la lão tổ lại cười lớn, không cho là đúng. Đệ tử có thể được nghe sư tôn dạy bảo một lần nữa, cũng không uổng công. Hàn lập cũng bật cười theo. Bí cảnh này do vi sư dốc hết sức lực còn lại mới xây dựng nên. Lực lượng phong cấm bên trong bao năm qua chưa từng tiêu hao. Nhưng nay bí cảnh đã mở ra, chút hơi tàn này của ta cũng sẽ tan biến rất nhanh thôi vậy nên chúng ta phải khẩn trương một chút, trước hết, hãy để vi sư kiểm tra thành quả tu hành của ngươi đã. Di la lão tổ từ tốn nói, hàn lập khẽ gật đầu, lập tức dùng toàn lực thúc giục đại ngũ hành huyễn thế quyết trong thể nội. Đồng thời, lão tăng mập mạp đứng bên cạnh hắn tiện tay vỗ một cái, tùy thời triển khai linh vực thời gian. Nhưng linh vực của lão chỉ bao phủ được phạm vi hơn 10 dặm xung quanh gian nhà tranh. Hàn lập thấy vậy thì nhíu mày, có chút ngạc nhiên, đừng phân tâm, mảnh không gian này cũng chỉ có thế mà thôi, núi non, hoa cỏ ở bên ngoài đều là huyến tượng. Di la lão tổ lại mỉm cười, hàn lập âm thầm kinh ngạc, từ lúc tiến vào bí cảnh đến giờ, với nhãn lực của hắn vậy mà không thể phân biệt được thực hư. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm đến việc này nữa, chỉ chuyên tâm vận chuyển công pháp thời gian. Trong thoáng chốc, trăng tròn lên cao, núi trồng lên núi, sông dài uốn lượn, cây lớn sinh sôi. Ngũ hành huyến thế quyết đã hiện ra cực kỳ hoàn chỉnh. Di la lão tổ chăm chú quan sát cảnh tượng trước mắt, tấm tắc gật gù tán thán. Không tệ, không tệ, năm loại vật phẩm ngũ hành tượng trưng cho năm loại pháp tắc thời gian đều đã ngưng thực. Người có thể diễn hóa ra khí tượng bực này, đúng là không đơn giản. Một khi ngũ hành viên mãn, uy năng của ngũ hành nguyễn thế sẽ lập tức đề thăng đến một cảnh giới mới. Trước kia, đệ tử cũng từng nghĩ qua chuyện này, có điều, gần đây biến cố phát sinh liên tục, đệ tử lại bị ác thi quấy phá, rằng có một hồi, cho nên mới một mực dây dưa đến tận bây giờ hàn lập gãi đầu gãi tai ngượng ngùng nói đã chảm đệ nhất thi rồi sao di la lão tổ khẽ nhíu mày Sư tôn sao vậy có gì không ổn sao hàn lập ngẩn ra di la lão tổ suy nghĩ một lúc rồi đáp cũng không hẳn là không ổn nhưng nếu đã tu luyện pháp tắc thời gian đến trình độ như hiện giờ hẳn là ngươi đã bị cổ hoặc kim để mắt tới a tất nhiên hàn lập đã biết cổ hoặc kim là tục danh của thời gian đạo tổ nhưng hiện giờ được nghe Di La lão tổ trực tiếp nhắc đến đại nhân vật hàng đầu của thiên đình không khỏi khiến hắn thoát tim đệ tử đã sớm bài danh trên chu tiên bảng của thiên đình về phần có bị vị thời gian đạo tổ kia chú ý hay không ta cũng không quá minh bạch Hàn lập cười khổ đại đạo chi tranh quả thực quá mức hung hiểm năm xưa vi sư kỳ thực cũng chẳng có ý niệm tranh giành ngôi vị đạo tổ với cổ hoặc kim cùng lắm chỉ là trầm mê trong sự huyền diệu của pháp tắc thời gian mà thôi vậy mà rốt cuộc vẫn bị y trấn áp còn ngươi một đường tu tập pháp tắc thời gian thiên phú còn trên cả vi sư muốn không bị người khác chú ý là chuyện không thể nào di la lão tổ cảm thán nói sư tôn không muốn tranh giành ngôi vị đạo tổ là vì sao hàn lập một đầu mù mờ ha ha người có biết danh xưng đạo tổ từ đâu mà có không di la lão tổ cười hỏi một khi đạt tới đỉnh của đại đạo liền có thể xưng là là tổ cũng chính là đạo tổ hàn lập không hề do dự đáp nói đúng lắm Vậy ngươi có biết cái gọi là trèo lên đỉnh của đại đạo, thực ra là trèo lên đỉnh của thứ gì không? Di la lão tổ lại hỏi, điều này, hàn lập trầm ngâm đánh giá một phen liền phát hiện vấn đề này quả thực không dễ trả lời. Trèo lên đỉnh núi, ta chính là đỉnh, cũng là cảnh giới đạo tổ. Nhưng trung quy vẫn còn một vòng trời cao hơn đỉnh núi đó. Vòng trời đó không phải thứ gì xa lạ, mà chính là đạo người tu hành đau khổ truy cầu. Đó cũng chính là căn nguyên của tất cả các loại pháp tắc trên đời. Chúng ta vốn sinh tồn phía dưới đạo, nên khi triển bất cứ loại pháp tắc, pháp thuật nào cũng phải dựa vào sự hỗ trợ của đạo và đồng thời cũng bị đạo ước thúc. Thời điểm trở thành đạo tổ cũng là lúc ngươi trở nên cân bằng với đại đạo. Vậy khi ngươi và đại đạo không còn khác biệt nữa, thì sẽ có chuyện gì phát sinh? Di la lão tổ ân cần giảng giải, chẳng lẽ sau khi trở thành đạo tổ, ta sẽ đại đạo bị dung hợp rồi trở thành một phần của đại đạo hay sao? Vừa nghĩ đến đây, hai bên Thái Dương Hàn Lập đã lấm tấm mồ hôi lạnh hắn run giọng hỏi, theo những gì ta biết, sau khi trở thành đạo tổ, người sẽ không bị đại đạo thôn phệ ngay lập tức. Chỉ khi đạo tổ vận dụng lực lượng pháp tắc mới dẫn dắt lực lượng của đại đạo. Tuy có thể phát huy uy năng vô tận, nhưng cũng sẽ gia tăng tốc độ bị đại đạo đồng hóa. Nói đến đây, Di La lão tổ có chút trầm ngâm. Thì ra là thế, thiết nghĩ, đây chính là nguyên nhân vì sao hiếm khi đạo tổ xuất thủ tại tiên giới A. Hàn lập bừng tỉnh đại ngộ, đúng thế, nhưng một khi xuất hiện hiểm họa có thể uy hiếp địa vị đạo tổ của bản thân, bọn họ nhất định sẽ không nương tay. Đồng thời, đạo tổ ít nhiều cũng có một vài thủ đoạn giúp trì hoãn thời gian bản thân và thiên địa đại đạo hoàn toàn tương dung. Cổ hoặc kim chính là một tồn tại như vậy, Di La Lão Tổ nhìn Hàn Lập đầy thâm ý. Hàn Lập nghe xong liền minh bạch nỗi chăn trở của Di La Lão Tổ dành cho hắn. chương 1288, ân tình sau cuối. Sư tôn không nên lo lắng quá mức, mấy năm gần đây động thái của luân hồi điện quả thực không ít cùng với việc hôi giới bắt đầu xâm lấn khiến cho cục diện toàn bộ tiên vực hiện giờ vô cùng hỗn loạn có lẽ nhất thời thiên đình sẽ không chú ý đến ta đâu hàn lập lên tiếng trấn an tạm gác lại chuyện luân hồi điện dù sao lực lượng của hôi giới cũng chẳng đáng cho cổ hoặc kim để mắt tới e rằng ngươi vẫn chưa biết nội tình thiên đình thâm hậu bao nhiêu một khi cổ hoặc kim để mắt tới sự uy hiếp của ngươi thì chỉ với cảnh giới hiện giờ, e rằng ngươi khó mà tự bảo vệ mình. Ngươi phải mau chóng phá cảnh, nếu như có thể trở thành một tu sĩ đại la hậu kỳ, ngươi mới có năng lực quần nhau với thiên đình một chút. Thần sắc di la lão tổ trở nên trịnh trọng, nghe vậy, gương mặt hàn lập chợt lộ vẻ trần chờ Sư tôn, ta vừa mới chảm đệ nhất thi cách đây không bao lâu, cũng chỉ vừa kịp củng cố, ổn định cảnh giới đại la trung kỳ. E rằng còn cách thời điểm chảm đệ nhị thi không ít thời gian, dù sao thân thể vẫn còn rất nhiều tiên khiếu chưa được quán thông. Người so với tu sĩ bình thường hoàn toàn bất đồng, chính là pháp thể song tu. Và lại, huyền khiếu trên người ngươi gần như đã thông suốt toàn bộ rồi. Hiện giờ chỉ cần có đầy đủ tài liệu chứa lực lượng pháp tắc thời gian cùng với đại lượng tiên nguyên thạch làm phụ trợ, sau đó lại triển khai quang âm thiên Tuyền đại trận. Việc đả thông tiên khiếu ắt chẳng khó khăn, điều ngươi chính thức lo lắng hẳn phải là chuyện khác, đúng không? Di la lão tổ tựa tiếu phi tiếu, lão tổ tuệ nhãn như đuốc, quả thực không dám giấu giếm, lần trảm thi trước đó không phải là kết quả khắc khổ tu hành, mà do đệ tử bị kẻ địch cưỡng ép sử dụng một tấm trảm thi phù, bất đắc dĩ nên đành bí quá hóa liều, chém dụng ác thi. Bây giờ nếu đệ tử lại tiếp tục trảm thi, chỉ e quá mức khiên cưỡng, dục tốc bất đạt. Vạn nhất căn cơ cảnh giới không vững vàng, chẳng phải là được không đủ bù mất hay sao? Hàn lập nhíu mày, một hơi trình bày hết tâm tư. Ha ha, người lo xa quá rồi chảm thi cũng phải đợi khi nhân duyên tế hội mới được. Thực tế, không thể khẳng định hế quán thông toàn bộ tiên khiếu là có thể thuận lý thành trương mà chảm thi. Nếu không thì người tiên giới đã chẳng tiêu phí tài nguyên chế tạo chảm thi phù. Đương nhiên, bởi vì quá trình chảm thi phát sinh quá nhiều biến cố ngoại ý muốn, cho nên tu vi thực lực càng cao, chuẩn bị càng đầy đủ, tất nhiên khả năng thành công sẽ càng lớn. Vi sư cho rằng ngươi nên khẩn trương bồi dưỡng căn cơ cho thật tốt, đợi khi thời cơ chín mùi liền dứt khoát chảm thi một khi đã bước vào cảnh giới đại la học thì chỉ cần không phải đạo tổ tự mình xuất thủ thì những tu sĩ bình thường có tu vi thấp hơn đạo tổ sẽ chẳng uy hiếp được ngươi nữa rồi di la lão tổ ha ha cười lớn thì ra là vậy đệ tử thụ giáo hàn lập gật gù xưng phải trước tiên hãy giúp ngươi hoàn thiện ngũ hành nguyễn thế cái đã để lĩnh vực của ngươi chân chính đạt đến thiên nhân cảnh có thể tương hỗ lẫn nhau cùng với đại trận như vậy tốc độ tu hành của ngươi còn có thể tăng lên nữa di la lão tổ tiếp lời việc này Đệ tử liên tiếp bị ngoại sự quấn thân, nên vẫn chưa tìm được tiên khí, pháp bảo để hoàn thiện ngũ hành huyễn thế. Chỉ e chuyện này hơi quá sức một chút, Hàn Lập nhăn nhó cười khổ, ngươi đã quên năm đó vì cái gì mà vi sư muốn ngươi tìm kiếm Diêm La chi phủ rồi sao? Di La lão tổ thâm ý nói, Hàn Lập nghe xong liền tự vỗ vào ót mình một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây Di La Lão Tổ đã từng cho hắn ba kiện vật phẩm chứa đựng thời gian pháp tắc và một cuốn ngọc thư màu vàng. Có điều, sau khi thân thể hắn xuyên toa trở về thực tại thì tất cả đều biến mất. Nhưng lão tổ đã từng nói qua, nếu không thể mang những vật kia xuyên toa, vậy thì sau này cứ tới Diêm La Chi Phủ mà lấy. Trong khi Hàn Lập đang mải cân nhắc, thì Di La lão tổ chợt khoát tay một cái. Một mảnh kim quang sán lạn chợt bừng lên trước mặt hai người. Tiếp đó, một đoạn cổ mộc xanh biếc, một thanh trường qua màu thúy làm có chút tàn phá, một khối thổ nhưỡng màu vàng, cùng với cuốn ngọc thư màu vàng lần lượt núi đuôi nhau hiện ra. Ngoài ra, còn có hai chiếc chữ vật giới chỉ và một một ngọc giản màu vàng cũng đang lơ lửng trên cao bên trong chữ vật giới chỉ có một chút tiên nguyên thạch và vài loại tài liệu chứa đựng pháp tắc thời gian với phẩm giai cao thấp không đều nhưng chừng đó cũng đủ để giúp ngươi tu luyện mặt khác đây là ngọc giản lưu lại công pháp bất diệt kim vân mà trước đây ngươi từng đánh thắp ở tàng kinh khác chỉ là không mang đi được ta đều truyền lại cho ngươi di la lão tổ ôn hòa nói hàn lập chờ thấy trong lòng lâng lâng xúc động lập tức hành đại lễ với di la lão tổ Di la lão tổ thấy vậy chỉ cười ha hả, nhiễm nhiên tiếp nhận phần lễ này. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Trước hết, người hãy triệt để luyện thành ngũ hành huyễn thế đi, để vi sư có thể bảo hộ người tu hành lần cuối. Di la lão tổ chậm rãi nói, đa tạ sư tôn, hàn lập lại hành lễ, cung kính tận tâm, sau đó thu lấy toàn bộ tặng vật của Di la. Cha xét một chút, hắn liền phát hiện, đoạn cổ mộc xanh biếc và ngọn trường qua bị tàn phá, cùng với khối thổ nhưỡng màu vàng đều là tiên khí chứa đựng pháp tắc thời gian với phẩm giai không thấp, lần lượt mang thuộc tính mộc, thủy và thổ trong ngũ hành. Những tặng vật này đúng là Di La lão tổ đã vì trợ giúp hắn luyện thành ngũ hành huyễn thế mà chuẩn bị thật chu toàn. Có điều, đồng ất thần mộc đã sớm hợp nhất với lưỡng sinh thụ, trước mắt hắn chưa cần dùng tới đoạn cổ mộc này. Ngược lại, ngọn trường qua và khối thổ nhưỡng lại vừa vặn dung hợp được với quang âm tịnh bình và huyễn thần sa lậu. Hàn lập tạm thời thu hết vào chữ vật giới chỉ, rồi khoanh chân đả tọa bên gốc cây táo tay hắn vung vẩy pháp quyết hai lòng bàn tay hợp lại trước ngực ngũ hành nguyễn thế xung quanh lập tức bộc phát dị tượng chỉ thấy cánh rừng xanh mướt do đông ất thần mộc biến thành không ngừng co rút lại tầng tầng lớp lớp cây xanh hợp lại thành một gốc lưỡng sinh thụ duy nhất vầng trăng tròn do bảo luân biến thành cũng hạ xuống sau lưng hàn lập rồi trở lại nguyên hình chân môn bảo luân vô số lưu hỏa trong hư không cấp tốc hội tụ rồi hóa thành một bó đuốc vàng rực bay lơ lửng trước mặt hàn lập chỉ có thời gian trường hà đang uốn lượn chảy xuôi cùng với tòa sơn phong chập trùng trên đại địa vẫn bảo trì bộ dáng nguyễn hóa sông và núi cùng nhau phiêu phù trước mặt hàn lập tay hắn khe khẽ vẫy thanh trường qua và khối thổ nhưỡng lập tức bay vọt về phía dòng trường hà và tòa sơn phong phân biệt rơi xuống ngọn trường qua lao thẳng xuống giữa dòng làm tung lên một mảng bọt nước trắng xóa còn khối thổ nhưỡng đâm sầm vào ngọn núi khiến cho đại địa dung chuyển ầm ầm lực lượng pháp tắc thời gian trong cơ thể hàn lập mãnh liệt tuôn trào hai tay hắn điện cuồng vũ động, không ngừng đánh ra đạo đạo pháp quyết về phía dòng trường hà và tòa sơn phong. Trong thoáng chốc, sóng lớn cuồn cuộn khắp mặt sông, bụi mù điên cuồng khuấy động bao trùm mặt đất. Một luồng kim quang nồng đậm lan tỏa khắp xung quanh, ánh mắt di la lão tổ chợt hiện lên vẻ vui mừng. Lão chậm rãi bước vào gian nhà tranh, rồi khoanh chân ngồi xuống, lưng dựa vào tường. Hai lòng bàn tay lão hợp lại trước ngực, rồi bỗng nhiên một cao một thấp tách ra, tiếp đó lại vẽ thành hai nửa vòng tròn trong hư không, luân chuyển trái phải một vòng rồi hợp hại trước ngực. Lòng bàn tay Di La phát tán kim quang mãnh liệt, hóa thành một quầng sáng vàng rực rỡ, chiếu rọi mọi ngóc ngách không gian bí cảnh. Đắm chìm trong kim quang khiến thân thể Hàn Lập dễ chịu, khoan khoái không nói nên lời. Tâm cảnh của hắn vốn còn chút dao động, liền ổn định trong nháy mắt. Ngọn trường qua ngâm trong thời gian trường hà dần dần hóa thành vô số tinh điểm, tự hành phân liệt giải khai. Dung nhập tinh điểm khiến cho sắc vàng của trường hà dần chuyển thành màu lam mặt nước cũng bắt đầu phát quang lấp lánh trên bờ khối thổ nhưỡng màu vàng cũng đã lạc địa sinh căn tương dung nhất thể với tòa sơn phong khối sơn mạch rung động nhẹ nhẹ từ đây chính thức sở hữu địa mạch và chân núi triệt để ngưng thực ngay sau đó chân ngôn bảo luân và đoạn thì lưu hỏa đồng thời lăng không phóng vọt lên hóa thành trăng tròn và sao sáng lưỡng sinh thụ không nhanh không chậm đáp xuống tòa sơn phong rồi bắt đầu cắm dễ sinh sôi nhất mạch tương liên cả tòa sơn phong hùng vĩ bị đại thụ phủ xanh trong nháy mắt ba động pháp tắc thời gian cực kỳ cường đại cuồn cuộn tuôn trào khắp bốn phương tám hướng. Ngũ hành huyễn thế của Hàn Lập rốt của cũng đã triệt để luyện thành và dung hợp làm một với linh vực thời gian của hắn, chính thức đạt tới cảnh giới cao nhất thiên nhân hợp nhất. Nhưng Hàn Lập vừa mới mừng rỡ đôi chút, đang muốn thu hồi thần thông, thì thức hải của hắn bỗng nhiên vang lên thanh âm của Di La lão tổ. Trên con đường tu hành pháp tắc thời gian, tuy tạo nghệ của ngươi còn chưa thâm hậu bằng vi sư, nhưng lại có thiên phú và cảm ngộ rất tốt vi sư luôn mong mỏi chứng kiến thời khắc ngươi có thể hoàn thành bước cuối cùng kia tiếc rằng thời gian của ta đã không còn nữa sư tôn hàn lập kinh hoàng thốt lên với tư cách quan môn đệ tử thời gian vi sư dạy dỗ ngươi thật sự quá mức ngắn ngủi những việc có thể làm được bây giờ cũng không nhiều lắm vi sư lại vì ngươi mà hộ đạo một lần cuối cùng này ngươi nhất định phải hảo hảo tiếp lấy phần tâm ý này của vi sư chớ nên lãng phí thanh âm nhu hòa của di la lão tổ nhanh chóng nhạt dần rồi tắt ngấm Hàn Lập hoảng hốt ngoái lại nhìn Di La, chỉ thấy bộ dáng vị lão tăng vẫn cứ tươi cười hòa ái như cũ. Nhưng khuôn mặt lão đang mờ đi trông thấy, thân thể Di La tựa như một bông hoa bồ công anh, phát tán vô số tinh quang lấp lánh ánh vàng, chậm rãi dung nhập vào linh vực xung quanh. Sư Tôn, Hàn Lập điên cuồng thét lớn, trong nháy mắt, toàn bộ bí cảnh hứng chịu một cơn địa chấn kinh hoàng. Một tòa pháp trận khổng lồ, với kết cấu tinh vi đến cực điểm chậm rãi phá đất bay lên, không cần Hàn Lập thúc dục mà tự hành vận chuyển hàn lập cưỡng chế nỗi xúc động trong lòng nhìn ngang ngó dọc đánh giá khắp nơi một phen hắn kinh ngạc vì phát hiện tòa pháp trận vừa xuất hiện kia chính là một tòa quang âm thiên tuyển đại trận rõ ràng di la lão tổ muốn hắn bế quan tại đây mượn lực trận pháp cấp tốc để thăm tu vi quang âm thiên tuyển đại trận lập tức dung hợp với lĩnh vực thiên nhân cảnh của hàn lập xu thế của pháp trận đột nhiên biến đổi thình lình bày ra một không gian với mức độ tranh lệch thời gian lớn chưa từng có tâm niệm hàn lập trở động hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết điên cuồng vận chuyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết hắn gầm lên một tiếng kinh thiên liền có một vòng xoáy kim quang từ trên trời hạ xuống nhanh chóng nuốt chửng thân hình hắn lực lượng pháp tắc thời gian cực kỳ tinh thuần từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập đến không ngừng quán thâu xuyên thấu cơ thể hàn lập a à, hàn lập ngửa mặt lên trời gào rú tai mắt mũi miệng thất khiếu đồng thời phóng suốt kim quang dường như mọi lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều bị lực lượng pháp tắc thời gian không ngừng thẩm thấu xuyên qua oanh 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 cơ thể hắn nổ vang liên hồi mặc dù hàn lập chỉ mới phá cảnh chưa lâu nhưng hiện giờ tiên khiếu toàn thân đang không ngừng khai mở quán thông một hai rồi lại ba nhưng hiện giờ căn bản hàn lập có muốn cười cũng không cười nổi phương pháp quán thể thô bạo dạng này ngay cả tu sĩ đại la hậu kỳ cũng khó lòng thừa nhận sở dĩ hắn còn bảo chỉ được một phần lý trí ngoại trừ bởi vì huyền khiếu toàn thân đã gần như thông suốt toàn bộ, thân thể tiếp cận đỉnh phong, còn bởi vì cỗ lực lượng hùng hậu này vốn chứa đựng một phần lực lượng của Di La lão tổ. Vốn dĩ loại lực lượng này vô cùng thân cận với Hàn Lập, nên mới không như mãnh thú, hồng thủy điên cuồng chạy loạn trong cơ thể hắn. Mặc dù vậy, người ngoài vẫn khó có thể tưởng tượng được mức độ thống khổ mà Hàn Lập đang phải thừa nhận. Chương 1289, rời phủ. Dưới kim quang sáng rực trùng tẩy, quần áo trên người Hàn Lập trong nháy mắt biến thành cho bụi, Mái tóc màu đen tản ra khí thế trùng thiên, từng sợi dựng thẳng như kim châm. Càng giật mình hơn chính là, trên thân thể tráng kiện giống như vàng đúc thành kia, khắp nơi đều nổi lên từng đạo ấn tích phù văn đỏ như máu. Bất ngờ, tiểu bình xanh sẫm đeo trước ngực cũng nương theo nguồn lực lượng này, phiêu đãng bay lên, lơ lửng ở trước mặt hắn. Đúng lúc này, đường vân hình phiến lá trên thân tiểu bình đột nhiên sáng lên, từ đó tản mát ra một trận huỳnh quang xanh biếc, bao phủ toàn bộ thân thể hắn. "Hảo tiểu tử" coi như cơ duyên đến với ngươi ta lại che chở cho ngươi một phen ngươi tạm thời buông lỏng tâm thần toàn lực hấp thu lực lượng thời gian pháp tắc này chuyện còn lại sao cho ta là được lúc này thanh âm bình linh bỗng nhiên vang lên hàn lập vốn định mắng cho một câu ngươi rốt cuộc cũng chịu lên tiếng nhưng cuối cùng cũng không mở miệng trách mắng hắn theo lời bình linh không tận lực chống lại cũng như kiềm chế lực lượng thời gian pháp tắc nhập thể nữa mà mở rộng tất cả các khiếu hứng lấy cỗ lực lượng hùng hậu này âm một tiếng vang thật lớn tựa như phát ra từ bên trong thân thể Hàn Lập. Thần niệm của hắn theo đó trầm xuống, rơi vào sâu trong thức hải, kết quả phát hiện ra, hắn không thể nhận biết biến hóa của thân thể mình, thay vào đó cảm nhận thức hải càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, hư không trong thức hải lập tức sáng rực lên một vùng kim quang, từng văn tự màu vàng hiển hiện trên đó, giống như một cuốn hỏa quyển màu vàng, trải ra trước mắt hắn. Hàn Lập ngưng thần nhìn lại, phát hiện chính là quyển sách ngọc màu vàng mà Di La Lão Tổ giao lại cho hắn, nội dung bên trong ghi chép bao hàm các loại lĩnh ngộ của Di La Lão Tổ đối với thời gian pháp tắc, cùng rất nhiều bí thuật thời gian của chân môn môn. Trong đó có cả mấy môn thần thông như pháp ngôn thiên địa, chân ngôn đại thủ ấn. Tâm niệm hàn lập vừa động, bèn tiến hành tra cứu tỉ mỉ văn tự trên hỏa quyền này. Bất chi bất giác đã chìm đắm vào trong đó, quên đi ngoại vật, cũng quên đi thời gian. Trên đảo hoang, hạ qua đông đến, thời gian như thoi đưa, thoát cái đã qua 10 năm. Hoang đảo vốn bừng bừng sinh cơ, ấy mà do chướng khí ở đầm lầy xâm nhiễm vào, đã biến thành một mảnh hoang đảo hoang vu. Đề hồn một mình ngồi nhắm mắt ở trung tâm hoang đảo, bên cạnh tòa bia vỡ kia. Kim đồng thì không thấy bóng dáng, mà cái hộp vuông màu đen chứa tàn hồn quỷ vu thì đặt ở trên một khối nham thạch bên cạnh nàng. Một hồi thanh âm rất nhỏ vang lên, hộp vuông màu đen kia bỗng nhiên run rẩy một hồi, bên ngoài sáng lên một trận u quang, tàn hồn quỷ vu lập tức từ đó nhẹ nhẹ phiêu đáng ra, lơ lửng giữa trời, đôi mắt đầy lo âu nhìn về phía đề hồn, Cửa vào tấm bia đá này đã phong bế gần 10 năm, chủ nhân của ngươi chỉ sợ đã bị vây chết trong đó, ngươi cần gì phải chấp nhất thủ hộ chỗ này. Nghe lời ta, mang ta đi tìm lục đạo luân hồi bàn, giúp ngươi khôi phục ký ức và thần thông, ngươi sẽ biết mình rốt cuộc sẽ phải làm gì đấy. Quỷ vu tận tình khuyên bảo, hiển nhiên đề hồn không phải lần đầu nghe được lời thuyết phục này, chỉ là thần sắc trên mặt không biến hóa chút nào, cũng không muốn phản ứng với gã. Lúc này, một đạo xé gió gào thét bỗng nhiên vang lên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống hung hăng đáp xuống ở bên cạnh tàn hồn quỷ vu mang theo kình phong thổi tới khiến tàn hồn quỷ vu lung lay thân ảnh kim đồng từ trong bụi mù dần dần hiền lộ trong tay còn nắm chặt một con tiểu thú toàn thân màu xanh sẫm ánh mắt bất thiện của nàng liếc qua tàn hồn quỷ vu hỏi gã có phải lại đang khuyên ngươi rời đi cùng gã vẫn là lý do tào lao kia không có gì mới đề hồn lúc này mới mở hai mắt ra vừa cười vừa nói thần hồn liên hệ giữa các ngươi và hắn đều bị gián đoạn, cớ sao còn tin tưởng hắn chắc chắn sẽ trở về. Quỷ vu có chút không cam tâm, lớn tiếng chất vấn. Bởi vì hắn là đại thúc, kim đồng nhìn như không có lý lẽ, hết sức tự nhiên đáp. Chủ nhân hắn nhất định sẽ trở về, đề hồn cũng chỉ nói một câu đơn giản, rồi lại nhắm hai mắt lại. Kim đồng chừng mắt liếc gã một cái, chạy sang tảng đá bên cạnh ngồi xuống, đùa với tiểu thú xanh sẫm trong tay. Quỷ vu ai thán một tiếng, hóa thành một làn khói mù, rút vào hộp vuông. Cùng lúc đó, trong bí cảnh Diêm La Chi Phủ, Hàn Lập vẫn còn khoanh chân ngồi nguyên tại chỗ, kim quang khắp người đã tán đi, nhưng rất nhiều điểm sáng màu vàng vẫn sáng khắp người, tất cả đều là tiên khiếu mà hắn đã quán thông. Đếm kỹ một chút, những tiên khiếu này khoảng chừng 1319 cái, rõ ràng đã đạt đến trạng thái đại la trung kỳ đỉnh phong. Trước đó không mời mà tới, lần này lại là mong mà không được, chuyện chảm thi này, thật đúng là làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Hàn lập chậm rãi mở hai mắt ra, bất đắc dĩ thở dài một cái. Ở xung quanh hắn, quang âm thiên tuyền đại trận đã sớm triệt hồi, chỉ còn có linh vực thiên nhân cảnh mở ra thôi. Trên thực tế, cách đây hai năm, hắn cũng đã quán thông những tiên khiếu này, sở dĩ không xuất quan, chính là muốn nhân cơ hội này, nhất cổ tác khí chém đi thi thứ hai. Kết quả, lần trước là bị trảm thi phù buộc phải chém đi ác thi, lần này hắn muốn chủ động dẫn phát thiện thi, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, đúng là không có chút cơ hội chảm thi nào xuất hiện. Mà thôi mà thôi, ở trong quang âm đại trận này tu luyện mấy chục vạn năm, ngoại giới chỉ ít hẳn cũng đã qua 10 năm, kim đồng các nàng có lẽ cũng chờ suốt ruột rồi. Trong khi nói chuyện, Hàn Lập đứng dậy, sau khi ngũ hành huyến thế của hắn hóa thực toàn bộ, lực lượng tranh lệch quang âm thiên tuyển đại trận lại tăng thêm mấy lần. Bây giờ thời gian một năm ngoại giới tương đương với 3 vạn năm ở trong trận. Hàn Lập tiện tay với một cái, ngũ hành huyễn thế biến thành núi sông, trăng sao lập tức kim quang đại tác, một lần nữa hóa thành năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc, trên đó kim quang sán lạn, bất ngờ quấn lấy từng đạo thời gian tinh ti, số lượng khoảng chừng 1.800 sợi. Cũng không biết vì sao, sau khi đạt 1.800 sợi, pháp tắc tinh ti cũng không thể nào gia tăng nữa. Lần này bế quan, hắn thu hoạch cực lớn, không chỉ có thành công mở thêm tiên khiếu, đạt tới cảnh giới đại la trung kỳ đỉnh phong, mà ngay cả số lượng thời gian tinh ti cũng tăng lên gấp đôi, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc càng sâu hơn một tầng, hơn nữa lại nắm giữ thêm mấy thần thông cường đại của chân môn môn. Mặc dù không như mong mỏi của Di La Lão Tổ, thành công tiến giai đại la hậu kỳ, nhưng thật sự đã mạnh hơn rất nhiều. Tâm niệm hàn lập vừa động, tiện tay vung lên, trước người hiển hiện một vệt xoáy kim quang, hắn lập tức cất bước đi vào. Trên đảo hoang, tòa bia đá yên lặng thật lâu kia, trong lúc này sáng lên quang mang, thân ảnh hàn lập từ trong hiện ra. Đề hồn mở hai mắt ra đầu tiên, đại thúc, người cuối cùng cũng đi ra, kim đồng thì ném thẳng tiểu thú xanh thấm trong tay xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Trên hộp vuông màu đen kia, một trận u quang sáng lên, thân ảnh quỷ vu lần nữa nổi lên. Chúc mừng hàn đạo hiếu, tu vi tiến nhanh, trong mắt quỷ vu lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất, lập tức khôi phục thần sắc thong dong chúc mừng. Là ai nói, đại thúc của ta đã vẫn lạc trong đó. Kim đồng nhếch miệng nói, hàn đạo hiếu vận may tề thiên, làm sao vẫn lạc được chứ? ắt hẳn là cô nương nghe lầm, sắc mặt quỷ vu không đổi, tự lo nói ra, để chư vị đợi lâu, Hàn Lập không để ý, mở miệng nói, Hàn Đạo Hữu ta đã đúng hẹn mang người tới Diêm La Chi Phủ này. Vậy kế tiếp, lại đến phiên ngươi dẫn ta đến lục đạo luân hồi bàn rồi. Quỷ vu nói, ta nếu đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm. Hàn Lập từ tốn nói, quỷ vu bị ánh mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm, trong lòng đột nhiên lục bộp một cái, nét vui cười trên mặt hơi cứng lại, Hàn đạo hữu rốt cuộc ở bên trong có kỳ ngộ gì, mà trong thời gian ngắn ngủi, thực lực đại tiến, thật sự là đáng mừng. Gã rất nhanh lại lộ ra vẻ tươi cười, nói, đề hồn và kim đồng nghe lời này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, dò xét hàn lập kỹ càng, nhưng không nhìn ra cái gì. Quỷ vu đạo hữu quá khen, chúng ta hay là trước tiên đi tới đầm lầy hoàng tuyển kia đi. Đầm lầy kia ở địa phương nào, mời các hạ chỉ đường đi. Sắc mặt hàn lập bình tĩnh, mỉm cười nói chỗ kia chính là vị trí giao thoa của tam vực hắc hà địa minh diêm la từ nơi này xuất phát tiến về nơi đó cần thông qua lãnh địa các tộc diêm la vực hơn nữa bản thân chuyển luân vương quanh năm ở phụ cận lục đạo luân hồi bàn tu luyện người dưới trướng tên kia đóng giữ ở phụ cận đầm lầy hoàng tuyền không phải muốn đi qua là có thể đi qua quỷ vu nói vậy chúng ta làm sao vượt qua chuyển luân vương bây giờ nhất thống tam vực chiến lược dưới trướng tất nhiên rất mạnh chỉ bằng ba người chúng ta làm sao chống lại đại quân thêm nữa thực lực chuyển luân vương kia rốt cuộc đã đạt đến loại cảnh giới nào. Hàn lập nhướng mày, trầm giọng hỏi, thực lực chuyển luân vương cực mạnh, năm đó cũng đã đạt đến đại la hậu kỳ, bây giờ chỉ sợ tu vi đã là đỉnh phong, bất quá khẳng định gã vẫn chưa tu thành đạo tổ, nếu không ta sẽ không thể cảm ứng được. Quỷ vu nói, Hàn lập nghe lời này, đuôi lông mày trao lên, tên chuyển luân vương chính là đại la đỉnh phong, người để cho chúng ta mang người tới, chẳng phải là để cho chúng ta đi chịu chết. Đề hồn trầm giọng nói ra, kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần đến chỗ đầm lầy hoàng tuyển đó, ta tự có biện pháp để chúng ta lẻn vào. Ngữ khí quỷ vu dừng một chút, Trần An nói, biện pháp gì, Kim Đồng hỏi, bây giờ nói qua sớm, tạm thời cho ta giữ bí mật này, chờ đến chỗ đầm lầy hoàng tuyển đó, ta lập tức sẽ nói rõ chi tiết cho ba vị. Quỷ vu tiếp tục cười nói, Kim Đồng và Đề Hồn nhìn thấy dáng vẻ quỷ vu cười đùa hí hửng, sắc mặt đều trầm xuống. Quỷ vu, hiện tại không phải thời gian nói đùa, nói rõ biện pháp của ngươi ra, nếu không hai nàng mà tức giận, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Hàn lập trầm giọng nói, cái này, được rồi, kỳ thật vị trí lục đạo luân hồi bàn, chính là một vùng đất liên quan đến luân hồi chuyển thế. Thường cách một đoạn thời gian, nơi đó sẽ bộc phát ra một cỗ chính phản gió lốc, gọi là lục đạo lệ phong, cho dù là tồn tại cấp bậc đạo tổ cũng không dám tùy tiện chạm vào, đến lúc đó bất luận là chuyển luân vương, hay là người dưới chướng gã đều sẽ phải rời khỏi đầm lầy hoang tuyền chúng ta có thể nhân cơ hội này lẻn vào quỷ vu nói ra nếu đúng như hết thảy lời ngươi nói quả thực có thể đi vào bất quá chính phản gió lốc kia lợi hại như vậy chúng ta làm sao có thể tới gần mặt hàn lập lộ vẻ do dự lại hỏi trước kia ta cũng không phải phí công quản hạt diêm la vực vô số năm đã nghiên cứu nhiều năm về chính phản gió lốc này biết trong đó có một số lỗ thủng có thể chui vào mặc dù thời gian có hạn bất quá đủ để cho chúng ta đi tới đi lui một lượt quỷ vu cười đắc ý chương 1290, U Minh gặp ma. Nếu ngươi đã cân nhắc các phương diện đầy đủ, vậy ta tạm thời đi cùng ngươi qua xem một chút, căn cứ tình huống thực tế rồi bàn tiếp. Hàn Lập gật gật đầu, nói như thế. Đa tạ Hàn Đạo Hiếu, lục đạo luân hồi bàn vô cùng thần kỳ, khẳng định có trợ giúp không nhỏ với các ngươi. Quỷ vu Đại Hỷ nói, chủ nhân, chờ một chút, còn có chuyện cần hỏi cho rõ. Bất chợt, đề hồn xen vào, Hàn Lập gật đầu nhẹ với nàng, ra hiệu nàng cứ nói. Đề hồn đạo hữu có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Quỷ Vu cũng cười nói, như lời ngươi nói, cứ cách một đoạn thời gian là bao lâu? Nói trước, chúng ta không thể đợi quá lâu tại U Minh giới này, rất nhanh sẽ phải rời đi. Đề hồn nói, về việc này các người cứ yên tâm, chính phản gió lốc xuất hiện rất thường xuyên, mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần, dựa theo tính toán của ta, lần gió lốc bộc phát tiếp theo sẽ không xa, trong vòng trăm năm sẽ xuất hiện. Quỷ Vu thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói, nếu chính phản gió lốc này lợi hại như vậy, vậy lục đạo luân hồi bàn ở trong đó không có việc gì sao? Đề hôn tiếp tục hỏi, lục đạo luân hồi bàn là trí bảo tự sinh ra ở U Minh Giới, chính là hóa thân thiên địa đại đạo, bản thân cứng rắn không gì sánh được. Mà lục đạo luân hồi bàn cùng chính là thứ đồng căn nguyên với chính phản gió lốc. Chính phản gió lốc đương nhiên sẽ không ảnh hưởng lục đạo luân hồi bàn. Quỷ vu giải thích, từ nơi này xuất phát đi hoàng tuyền đại trạch, dọc đường sẽ qua rất nhiều phạm vi thế lực quỷ tộc thực lực những quỷ tộc kia thế nào? Kim Đồng cũng mở miệng hỏi, trên đường tự nhiên khó tránh khỏi đi qua một ít nơi cư ngụ của quỷ tộc, bất quá lấy thực lực hàn đạo hữu hôm nay, lại thêm hai vị tương trợ, khẳng định không vấn đề gì. Mà ta lại quen thuộc đường đi, sẽ giúp ba vị tránh được các phiền toái. Quỷ vu nói, thời gian tiếp theo, đề hồn và Kim Đồng lại hỏi thêm mấy vấn đề. Quỷ vu đều kiên nhẫn giải đáp, đồng thời đều nhất nhất liệt kê biện pháp giải quyết. Hai người rất nhanh cũng không biết hỏi gì hơn quỷ vu đạo hữu suy tính ngược lại là có chút cẩn thận. Hàn lập nói, hàn đạo hữu quá khen, nếu không có ba vị tương trợ, tại hạ dù suy tính nhiều, cũng vô dụng. Quỷ vu cười nói, hàn lập từ chối cho ý kiến mỉm cười, không nói gì nữa. Ba người lập tức lên đường, trước đi bộ rời khỏi tang hồn nhai, sau đó dựa theo quỷ vu chỉ thị, bay về hướng Tây Bắc. Chủ nhân, người thật tin tưởng lời nói quỷ vu kia. Vạn nhất hắn giống huyết lệ trước kia, lừa gạt chúng ta thì làm sao? đề hồn truyền âm hỏi hàn lập người có cảm ứng được lời nói của hắn là thật hay giả không hàn lập truyền âm hỏi ngược lại không được người này mặc dù chỉ là tàn hồn nhưng tu vi cảnh giới thần hồn rất cao giống như huyết lệ lúc trước ta và kim đồng không ngừng hỏi hắn nói nhưng vẫn như cũng không dò xét được gì đề hồn có chút uể oải truyền âm nói không sao người cũng đã nói quỷ vu kia hiện tại chỉ là một cái tàn hồn dù hắn có cử động làm loạn gì ta sẽ lập tức xử lý ngay mà lục đạo luân hồi bàn kia lại thần kỳ như thế, đối với chúng ta có ý nghĩa rất lớn, đáng giá mạo hiểm một lần. Hàn lập Trần An trong ngôn ngữ lộ ra một cố kiên định tự tin vô cùng. Đề Hồn nghe Hàn lập nói lời này, có chút ngơ ngác, lập tức gật gật đầu, không nói thêm nữa. Một đoàn người lại bay thêm nửa tháng, càng tới gần chỗ sâu diêm la vực, càng ngày càng nhiều tộc đàn quỷ vật bắt đầu xuất hiện tấp nập. Những tộc này phân bố theo các loại bộ lạc, hoặc là ở trong thành, hoàn toàn khác với tình huống hỗn loạn ở hắc hà vực cũng may có quỷ vu cực kỳ thấu hiểu diêm la vực dẫn đường đám người một đường đi tới cũng là hữu kinh vô hiểm khoảng cách hoàng tuyền đại trẻ càng ngày càng gần ba người xuyên thẳng qua mây đen giữa không trung mượn nhờ vân khí ẩn nấp hành tung hàn lập vừa phi độn về phía trước trong tay lấy một bản điển tịch thật dày nhanh chóng lật xem đây là lúc hắn đi ngang qua một tòa thành trì tiến vào trong đó lấy được so sánh với nội dung trên điển tịch này lời nói quỷ vu cho đến lúc này cơ bản đều là thật chủ nhân phía trước có động tĩnh tựa hồ có người đang tranh đấu đề hồn bên cạnh đột nhiên mở miệng ánh mắt hàn lập ngưng tụ lập tức dừng lại thu điển tịch trong tay vào đề hồn và kim đồng cũng dừng lại phân ra trái phải ở hai bên người hắn chiến đấu song phương có chỗ đặc thù hàn lập nhìn về phía đề hồn a à, vậy mà lại có người bên ngoài đi vào u minh giới hơn nữa còn là người của ma vực thật sự là có ý tứ quỷ vu từ trong hộp vuông màu đen hiện hình ra chật chật nói Hàn lập nghe lời này, nhìn quỷ vu một cái, sau đó nhìn về phía đề hồn. Không sai, chiến đấu một phe là người của ma tộc. Đề hồn kinh ngạc nhìn quỷ vu một chút, gật đầu nói. Tình trạng của ngươi bây giờ cũng có thể cảm ứng đến chỗ rất xa sao. Hàn lập hỏi quỷ vu, tại U Minh, chỉ cần có thể thuần thuộc điều khiển thần niệm ba động, loại cảm giác khoảng cách này là chuyện đương nhiên. Ngươi là nhân tộc, điều khiển thành niệm vốn không quen. Bất quá đề hồn tiểu cô nương, ngươi là minh vương chuyển thế, ngay cả bản lĩnh giữ nhà quỷ tộc U Minh chúng ta cũng quên đi. Vậy mà đến khoảng cách này mới cảm giác được chiến đấu trước mặt. Quỷ vu nhìn về phía đề hồn, kỳ quái nói ra. Ta đã nói rồi, ta không nhớ rõ cái gì là Minh Vương cả. Thân sắc đề hồn biến ảo, hừ lạnh nói. Quỷ vu thấy vậy, cười nhạt một tiếng, rời ánh mắt đi. Người bây giờ có thể cảm giác được khoảng cách bao xa. Hàn lập không để ý đến thứ khác, lần nữa hỏi quỷ vu. Ta bây giờ chỉ còn một sợi tàn hồn, chỉ có thể cảm giác khoảng 12 13 vạn dặm. Quỷ Vu cũng không trần chờ, lập tức nói, Hàn Lập nghe lời này, chấn động trong lòng, phạm vi Quỷ Vu cảm giác lại hơn đề hồn 5 60 lần. Chúng ta bây giờ là châu chấu trên một sợi dây thừng, Quỷ Vu đạo hữu cảm giác phạm vi xa như vậy, sự tình dò xét sau này, vậy phải nhờ Quỷ Vu đạo hữu rồi. Hàn Lập nói, ha ha, tự nhiên có thể. Quỷ Vu cười ha ha nói, đi thôi, chúng ta tới gần một chút, xem phía trước rốt cuộc là ai. Hàn Lập phất tay nói, một đoàn người tiếp tục đi tới, rất mau tới gần một sơn cốc, đứng một chỗ bí mật ngoài cốc. Đề hồn tụng niệm chú ngữ, thi triển ẩn thân thuật vừa mới nhớ lại, thì pháp biến mất hành tung ba người. Đáng tiếc thuật này không thể nào thi triển thời gian dài, bằng không bọn hắn một đường chạy đi đã có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đây là Minh Vương Diệt Tích chú, ngươi quả nhiên là Minh Vương chuyển thế, ngoại trừ ngươi, không có bất kỳ người nào có thể lĩnh ngộ loại thần thông này. Quỷ Vu thấy cảnh này, ngạc nhiên nói: Minh Vương diệt tích chú, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta là đề hồn, không phải Minh Vương gì đó. Đề hồn hư lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý lão nữa. Hàn Lập nghe quỷ vu nói lời này, trong lòng không ngừng suy nghĩ, rất nhanh lại vứt bỏ, nhìn vào phía trong sơn cốc. Sơn cốc có diện tích khá lớn, chừng hai ba mươi dặm. Giờ phút này bên trong có vô số bóng đen chấp động, hình thành một vòng vây to lớn, gào thét không thôi. Những quỷ vật này đều là thân người đầu dê, cao tới bốn năm trượt, toàn thân mọc ra lông đen tinh mịn, quanh người còn bao một cỗ xương mù màu đen. Những quỷ vật đầu dê này nắm trong tay một thanh loan đao màu đen to lớn, phía trên tản mát ra hắc khí giống như khói khí. Lúc vung chém, từng đạo hắc vụ đao quang gào thét tuôn ra, chảm vào phía trong vòng vây. Quỷ vật đầu dê hiển nhiên cũng biết sử dụng chiến trận, phối hợp với nhau cực kỳ xảo diệu, những hắc vụ đao quang kia càng hình thành một đao trận to lớn, sát lục chi khí cường đại vô địch từ trong đao trận tản ra, giống như một cái nắp nồi, phủ lên toàn bộ sơn cốc. Đây là thương dương quỷ tộc, tại U Minh Tam vực chỉ có thể coi là trung đẳng. Quỷ vu nói, hàn lập rời ánh mắt, nhìn về phía trung tâm đại trận. Xuyên qua từng đạo đao quang, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là hai bóng người áo đen, một cao một thấp, toàn thân phủ đầy hắc y, không lộ ra mặt. Áo bào đen kia cũng không phải phục sức bình thường, bám vào một tầng cấm chế kỳ lạ, thần thức không thể nào xuyên thấu, không nhìn thấy được dung mạo hai người. Quanh hai người bay múa cờ xí màu đen, phía trên thêu một ít đồ án đám mây màu tím, quay tròn quanh bọn họ, hình thành một vòng bảo hộ hình bán cầu màu tím, ngăn cản đao trận rảo sát chung quanh. Bốn mặt hắc kỳ kia có phẩm giai không thấp, hình thành vòng bảo hộ màu tím dị thường cứng cỏi. Dưới đao trận rảo sát không ngừng run rẩy, nhưng cũng không vỡ vụn. Đúng là hai kẻ ma tộc, tu vi lại không thấp. Kỳ quái, hai tên ma tộc này tới nơi đây làm gì? Hàn lập tự hỏi, khí tức trên thân hai người áo đen này chính là ma khí tinh khiết không gì sánh được ma tộc cao lớn có khí thức hùng hậu, đã đạt đến đại la cảnh. Ma tộc thấp hơn mặc dù bao phủ toàn thân hắc y, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy phần linh lung, hiển nhiên là một nữ tu, tu vi hơi yếu một chút, nhưng cũng đạt đến thái ất cảnh đỉnh phong. Thực lực hai tên ma tộc này mặc dù không yếu, nhưng số lượng quỷ vật đầu dê chung quanh quá nhiều, thực lực mỗi tên cũng không yếu. Hai người một mực bị áp chế ở trong đao trận, không cách nào rời đi. Chủ nhân, nếu tiếp tục rằng co, hai người này sợ là nhịn không được, có nên cứu bọn hắn không đề hồn hỏi hàn lập nghe lời này nhìn về phía quỷ vu quỷ vu đạo hiếu phụ cận nơi đây có quỷ tộc lợi hại gì không công kích những thương dương quỷ vật này có gây ra phiền phức nào không thương dương quỷ tộc tại diêm la vực không tính là quỷ tộc đỉnh cấp bất quá bọn hắn chính là tộc đàn phụ thuộc mã vương tộc một trong tứ đại quỷ tộc diêm la vực ngươi nếu muốn cứu người cũng được nhưng phải tốc chiến tốc thắng cứu được người lập tức rời đi hẳn là sẽ không rước hỏa vào thân quỷ vu nói nếu thế, đề hồn, kim đồng, các ngươi xuất thủ phá đao trận, cứu hai người này ra. Hàn lập nghe vậy sắc mặt dừng một chút, ngẩng cầm lên nói ra. Đề hồn và kim đồng đáp ứng một tiếng, thả người bắn ra. Tay phải đề hồn nắm vào trong hư không một cái, trên không của sơn cốc trống rỗng xuất hiện một cự trảo màu đen, lớn chừng ngọn núi, đột nhiên chụp xuống đao trận trong sơn cốc. Trên thân kim đồng lóe lên kim quang, trong nháy mắt hóa thành một con vệ kim tiên to bằng gian phòng, hai chân trước vung lên theo một trận âm thanh duệ khiếu suy suy kinh thiên mảng lớn tinh quang giống như kiếm khí bắn ra trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa kiếm sơn phối hợp với cự trảo của đề hồn đánh vào trên đao trận bởi vì đề hồn ẩn thân chi thuật những quỷ vật đầu dê kia cũng không phát giác hai người tồn tại đợi đến lúc hắc chảo kiếm sơn rơi xuống bọn chúng mới phản ứng kịp nhưng giờ phút này đã muộn cự trảo màu đen và kiếm sơn màu vàng chảm lên trên đao trận phát ra ầm ầm hai tiếng nổ vang rung trời đao trận lập tức vỡ vụn hơn phân nửa, bất quá cũng không sụp đổ. Từng vòng từng vòng sóng ánh sáng hai màu hắc kim khuếch tán ra. Sơn phong bên cạnh sơn cốc bị đụng một cái, liền tùy tiện sụp đổ. Sen lẫn kình phong mãnh liệt phóng lên tận trời, cuồn cuộn quét về bốn phương tám hướng, tác động đến phương viên mấy trăm dặm, cạo cho mặt đất mất đi một tầng. Chương 1291, tái tụ họp. Lúc này, hai người ma tộc vốn đang bị vây khốn ở trong đao trận, nhìn thấy tình huống bên ngoài, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết có người tới viện thủ, lập tức mừng rỡ, bắt đầu phản công. Trong tay tên ma tộc cao lớn kia bỗng dưng lóe lên ánh bạc, xuất ra một chiếc ngân bạch tỷ bà, 10 ngón gảy dây đàn. Theo một chuỗi âm thanh tinh tang vang lên, hư không xung quanh y xuất hiện hơn 10 vết nứt không gian khá dài, giống như mười mấy con hắc mãng, cấp tốc lao tới chỗ tổn hại của đạo trận, rồi chém xuống. Âm, một tiếng như xé vải vang lên, đạo trận lần nữa bị xé nứt ra nhiều chỗ, chỉ còn lại một lớp mỏng manh đây là con mắt hàn lập bỗng nhiên trợn to nữ tử mặc hắc bào kia lúc này cũng lập tức xuất thủ hai tay vung lên hai viên cầu màu tím từ trong tay áo nàng bắn ra nhanh chóng biến lớn trong nháy mắt hóa thành hai bộ khôi lỗi màu tím phía trên quấn quanh từng đạo lôi điện màu tím hai bộ khôi lỗi này tỏa ra khí tức không hề kém so với nữ tử mặc hắc bào hơn nữa trong lôi điện màu tím còn ẩn chứa lôi điện pháp tắc cực kỳ mãnh liệt không biết là loại lực lượng lôi điện nào hai tay nữ tử mặc hắc bào khẽ mở, từ đầu ngón tay bắn ra 10 đạo hắc tuyến cực kỳ nhỏ, chia ra chui vào thể nội hai bộ khôi lỗi, trong hắc tuyến lộ ra một cỗ lực lượng pháp tắc kỳ lạ. Lôi quang màu tím bên ngoài hai bộ khôi lỗi đại phóng, khí tức đột nhiên tăng vọt gấp bội, hóa thành hai lôi cầu màu tím cực lớn, sau đó ầm ầm bạo liệt ra. Hai đoàn chó trang màu tím xuất hiện, hung hăng trùng kích đao trận, hư không xung quanh đều dạn nứt lớn ra. Đao trận lần nữa không thể trèo trống, bị xé ra một cái lỗ lớn. Đi, Tên ma tộc cao lớn liền kéo theo người bên cạnh, hóa thành một đạo ngân quang trùng thiên, trong nháy mắt từ trong đao trận lao ra ngoài thông qua cái lỗ, phi lên không chung. Vẻ mặt hàn lập vui vẻ, phi lên nghinh tiếp, đạo hữu là, hai tên ma tộc bay thoát ra được, trong lòng buông lỏng, nhưng nhìn thấy hàn lập tới gần, lại lộ vẻ cảnh giác. Vì phòng ngừa bị quỷ tộc U Minh chi địa nhận ra thân phận tu sĩ nhân tộc của mình, hàn lập dùng mặt nạ luân hồi điện huyễn hóa thành một người mặc trường bào, thoạt nhìn thần thần bí bí, tám chín phần giống quỷ, khó trách đối phương cảnh giác kim đồng và đề hồn lúc này đang bay trở lại những quỷ vật đầu dê kia đang giống giận đuổi đánh tới dáng vẻ không đánh chết không thôi nơi đây không phải là nơi nói chuyện trước theo ta ly khai hàn lập vung tay lên năm đạo lôi quang màu vàng như cự long từ trong tay hắn bắn ra những nơi đi qua hư không rung động kịch liệt tựa hồ như sắp bị lôi quang xé rách hàn lập thoáng hơi kinh ngạc lần này thực lực của hắn đại tiến thôi động đô thiên thần lôi uy năng cũng bất ngờ tăng đến trình độ này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn năm đạo lôi quang vừa thô vừa to rơi xuống xung quanh đoàn người giao thoa lẫn nhau đang sắp hình thành lôi quang pháp trận nhưng ngay thời khắc này năm ngón tay như tử mặc hắc bào kia mở ra từ đầu ngón tay bắn ra năm đạo hắc tuyến nhập vào trong lôi quang pháp trận lôi quang pháp trận vốn đang sắp thành hình đột nhiên dừng lại tựa hồ như bị khống chế hàn lập thấy cảnh này trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc các hạ muốn dẫn bọn ta đi nơi nào? Nữ tử mặc hắc bào nhìn về phía Hàn Lập, quát hỏi. Tên ma tộc cao lớn ở bên cạnh cũng không ra tay ngăn cản hành động của đồng bạn. Lôi trận này thoạt nhìn có hiệu quả truyền tống, mấy người trước mắt mặc dù trợ giúp bọn họ thoát khốn, nhưng bọn họ cũng không thể tùy ý để đối phương cứ như vậy mang đi. Về phần quỷ vật ở phía sau đang bay nhào tới, tên ma tộc cao lớn cũng không để ở trong lòng, trước đó bọn họ nhất thời vô ý mới bị khốn trụ, bây giờ đã thoát khốn, muốn đi khi nào chẳng được. Hàn lập kinh ngạc trong một cái chớp mắt, nhưng sau một khắc thần sắc lập tức khôi phục bình tĩnh, năm ngón tay khẽ động, đột một bắn ra lôi quang màu vàng thô to gấp bội. Hắc tuyến bắn ra từ tay nữ tử mặc hắc bào vang lên tiếng lách cách rồi vỡ vụn, năm đạo lôi quang nhanh chóng đan sen, trong nháy mắt đã hình thành lôi quang pháp trận. Những quỷ vật đầu dê kia nhào tới gần đám người, từng đạo đao quang hắc vụ chém xuống như mưa, như muốn xé rách vạn vật. Lôi quang màu vàng bỗng nhiên nở rộ chói mắt, rọi sáng không gian xung quanh hơn trăm dặm, Thân ảnh đám người trong pháp trận lập lòe một cái, trong nháy mắt biến mất vô tung, làm cho vô số đao quang chém vào hư không. Những quỷ vật đầu dê kia nhao nhao lộ vẻ giận dữ, gầm thét liên tục, như muốn phát tiết tiếp tục vung đao chém về chỗ lôi trận màu vàng. Được rồi, tất cả câm miệng, nương theo thanh âm uy nghiêm, một thân ảnh cao lớn bay ra từ trong đám quỷ vật đầu dê. Đây là một tên thương dương quỷ tộc cao lớn dị thường, so với thương dương quỷ vật bình thường cao hơn gấp bội, đỉnh đầu mọc hai cái sừng dê như hai cây loan đao trên cằm có một chùm râu khá dài, nhìn qua có chút uy nghiêm, xem ra là tên thủ lĩnh. Đám quỷ vật đang nhao nhao gầm thét chợt ngậm miệng, nhìn về phía người kia. Tộc trưởng, hai kẻ ngoại lai kia đã chạy mất, chúng ta có nên truy kích không? Một tên thương dương quỷ tộc cao lớn khác vượt qua đám người đi ra, không cam lòng hỏi. Người đuổi được sao, mà thực lực những kẻ ngoại lai này rất mạnh, chúng ta dựa vào chiến trận mới vây khốn được bọn chúng, phải ít người đuổi theo làm gì, chịu chết sao? thương dương tộc trưởng cười lạnh một tiếng nói thương dương quỷ tộc kia bị quở trách mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ khúm núm đáp lại một tiếng không dám nói gì nữa tất cả trở về đồng thời truyền tin tức ngoại tộc xâm lấn cho mã vương tộc thương dương tộc trưởng im lặng một lát mở miệng nói thương dương quỷ tộc đang đứng phía sau gã đáp ứng một tiếng sau đó đám quỷ vật từ trong sơn cốc hóa thành từng đạo bóng đen bay thẳng về phía xa xa cách đó mấy trăm vạn dặm hư không phía trên một khu rừng rậm màu đen Thình lình xuất hiện một đoàn lôi quang màu vàng, cấp tốc biến lớn, hóa thành một tòa lôi điện pháp trận. Giữa lôi trận lấp lóe quang ảnh, thân ảnh đám người Hàn Lập chợt xuất hiện. Nhưng mà lôi trận màu vàng cũng không phiêu tán đi, mà một lần nữa sáng chói, tiếp tục truyền tống đi. Cứ như vậy liên tục truyền tống mấy lần, đám người mới dừng lại trong một mảnh sa mạc đỏ sập, lôi quang pháp trận lúc này mới tán đi. Các ngươi là ai? Hai tên ma tộc lập tức lui về phía sau, miệng trầm giọng quát: "Là ta!" Hàn Lập nhìn về phía hai người, bấm niệm pháp quyết thôi động mặt nạ luân hồi điện, lộ ra dung mạo ban đầu. Hàn Đạo Hiếu, là ngươi, ma tộc cao to đại hỉ, kéo mũ trùm trên đầu xuống, hiển lộ ra khuôn mặt, không ai khác, rõ ràng chính là Thạch Xuyên không. Kích cỡ y so với trước đó cao lớn hơn rất nhiều, thân thể cũng biến thành tráng kiện, nhục thể tản mát ra lực áp bách cường đại, hiển nhiên ở phương diện tu luyện nhục thân đã có tạo nghệ không cản. Thạch Đạo Hiếu, không nghĩ tới ngươi và ta từ biệt ở ma giới, lại tái tụ họp ở U Minh Chi Điện này. Hàn Lập khẽ gật đầu với Thạch Xuyên không, sau đó nhìn về phía nữ tử mặc hắc bào kia, trong mắt thật hiếm thấy hiện lên một tia nhu tình khó nhận ra, nhẹ giọng nói. Tử Linh, không ngờ ngươi và ta có thể gặp lại. Hàn Huynh, ngươi sao lại tới đây? Nữ tử mặc hắc bào sướng sờ nhìn Hàn Lập, cũng chậm rãi kéo nón xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc kinh thế hãi tục. Không phải Tử Linh, còn có thể là ai? Chẳng qua thời khắc này, có lẽ nàng vừa mới trải qua một phen kịch chiến, sắc mặt hơi tái nhợt, ngực có chút phập phồng, ở u minh vốn u ám lại làm nổi bật lên, càng lộ ra vẻ kiều diễm động lòng người. Một màn này, rơi vào trong mắt Hàn Lập, khiến trong lòng hắn không khỏi rung động, rất nhiều chuyện cũ xen lẫn tình cảm phức tạp tuôn ra trong đầu, nhưng cuối cùng bị hắn cương ép kiềm chế lại. Kim Đồng và Đề Hồn cũng đều biến ảo bề ngoài, thấy Hàn Lập không tiếp tục ẩn giấu, cũng đều bấm niệm pháp quyết khôi phục dung mạo lúc đầu. Tử Linh nhìn thấy Kim Đồng và Đề Hồn, lông mày cao lại một cái, tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng cũng không nói ra. Các nàng là kim đồng và đề hồn, trước kia là linh thú, bây giờ đều huyễn hóa thành hình người. Hàn Lập nhìn thấy thần sắc tử linh biến hóa, giới thiệu. Tử linh nghe lời này, vướng mắc trong lòng lập tức biến mất, mỉm cười với hai người, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Sự tình kim đồng và đề hồn, Hàn Lập trước kia cũng đã nói qua với nàng. Hơn nữa lúc trước ở nhân giới, song phương đã sớm gặp qua, còn cùng nhau trải qua không ít chuyện, chỉ là khi đó kim đồng và đề hồn còn chưa khai mở linh trí. Không thể tưởng được nhiều năm trôi qua như vậy, hấp hồn cự viên và phệ kim linh trùng năm đó vậy mà đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Kim đồng chỉ gật đầu nhẹ với tử linh, không nói gì. Đề hồn ngược lại ngữ khí thân thiết nói ra, tử linh đạo hiếu, ta đã nghe chủ nhân nói qua, chúng ta ở ma vực tương ngộ, chỉ là lúc ấy ta bị trọng thương hôn mê ở trong không gian hoa chi, không thể đi ra gặp ngươi, xin ngươi chớ trách. Không sao, ta còn chưa cảm ơn các ngươi vừa mới xuất thủ, giúp ta và thạch đạo hữu thoát khốn. Tử linh thi lễ với hai người một cái, nói lời cảm tạ. Tử linh đạo hữu người cũng không phải người ngoài, không cần khách khí như thế. Đề hồn cười nói, khuôn mặt tử linh đỏ lên, nhưng trong lòng ngọt ngào một hồi, hảo cảm đối với đề hồn càng tăng lên nhiều hơn. Chật chật, bên cạnh hàn đạo hữu ngươi, gia nhân vây quanh, thật đúng là làm người khác ghen tị à. Thạch xuyên không vỗ vỗ bả vai hàn lập, truyền âm chọc ghẹo chớ nói nhảm, kim đồng và đề hồn chỉ là đồng bạn của ta. Đúng rồi, các ngươi còn chưa nói, tại sao lại ở chỗ này? Hàn lập vỗ vào tay Thạch Xuyên không, chuyển đề tài, hỏi. Thạch Xuyên không nghe thấy lời này, mặt lộ vẻ trần chờ, nhất thời không nói gì. Nếu là việc cơ mật, coi như Hàn mỗ chưa hỏi qua. Hàn lập đưa tay ngăn lại, kỳ thật, sau khi nhìn thấy hai người Thạch Xuyên không và tử linh, trong lòng của hắn bất giác nhớ tới giải đạo nhân, cùng với ma vực bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng dưới tình cảnh này tựa hồ cũng không phải lúc hỏi nhiều đa tạ hàn đạo hữu thông cảm thạch xuyên không nhẹ nhàng thở ra nói tử linh nhìn thạch xuyên không một chút muốn nói lại thôi miệng hơi há một chút nhưng cuối cùng vẫn không nói ra thạch xuyên không nhìn ba người hàn lập định hỏi một chút về mục đích bọn hắn tới đây nhưng mình không thể nói thẳng nên cũng không dám mở miệng y muốn thoát khỏi sự trầm mặc lúng túng nhìn xung quanh hỏi nơi này là nơi nào nhìn địa hình nơi này hẳn là một địa phương có tên là ngục hỏa sa mạc khí hậu nơi đây tương đối nóng bức đại đa số quỷ vật cũng không muốn tới gần cũng không có tộc đàn cường đại nào sinh tồn ở đây tương đối an toàn hai vị vừa mới trải qua một trận kịch chiến có muốn nghỉ ngơi một chút hàn lập hỏi ta có hơi mệt mỏi vẫn nên nghỉ ngơi một lát không chờ thạch xuyên không mở miệng tử linh đã nói nàng trước đó vốn khổ cực trèo trống lúc này gặp được đám người hàn lập trong lòng buông lỏng xuống, nhất thời có cảm giác chống đỡ không nổi. Vậy nghỉ ngơi hồi phục một chút đi, Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ, vung tay áo lên, mấy trăm đạo ô quang từ trong tay áo y bay ra, rơi xuống mặt đất xung quanh, đúng là một vài khí cụ bầy trận, mở ra một màn sáng màu đen, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Tử Linh, Thạch Xuyên không khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ma nguyên thạch khôi phục ma khí trong cơ thể. Kim Đồng cũng ngồi xuống điều tức ngay tại chỗ, Hàn Lập và Đề Hồn cũng không ngồi xuống, Mỗi người mỗi bên hộ pháp cho mấy người Tử Linh. Chương 1292, thân phận không ngờ. Hàn huynh, ngay lúc Hàn Lập đang đứng yên chờ đợi, bỗng bên tai xuất hiện âm thanh làm người khác không dễ phát hiện được, là của Tử Linh. Trong lòng hắn khẽ động, thân hình hơi trách đi một chút. Đừng nhúc nhích, nếu không thạch xuyên không lại nghi ngờ. Âm thanh của Tử Linh lại vang lên, có chút gấp gáp. Ngươi có chuyện muốn nói với ta? Hàn Lập không nhìn về phía Tử Linh, giả bộ nhìn khắp nơi như đang cảnh giới rồi truyền âm lại là về mục đích của chúng ta đi tới U Minh Giới lần này Thạch Xuyên không chắc chắn sẽ không để ta nói cho ngươi biết vì vậy ta chỉ có thể lén nói với ngươi Tử Linh nói a à, có mục đích gì Hàn Lập cũng rất tò mò với nguyên nhân hai người tới đây chúng ta tới U Minh Giới vì nơi đây có một bảo vật là Lục Đạo Luân hồi bàn vật ấy chính là trí bảo của quỷ nó có tác dụng giúp người ta nhớ lại trí nhớ của kiếp trước do đó đạt được kinh nghiệm tu luyện trước kia nếu dung hợp với bản thân có thể khiến tu vi tiến nhanh. Tử Linh nói, Hàn Lập nghe xong, mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc khiến người khác khó phát hiện, nhưng không nói gì. Ta biết việc này nghe có vẻ khó tin nhưng chuyện đó là thật. Trước kia ở ma vực đã có người lợi dụng phương pháp này làm thực lực tăng mạnh, giải tiền bối cũng nói có một vật như vậy, nên mới nghĩ cách để cho ta và Thạch Xuyên không tiến vào u minh giới thử vận may. Việc này là bí mật của Hoàng Thất Dạ Dương Vương Triều, vì vậy Thạch Xuyên không mới không nói cho người biết. Hàn huynh ngươi hãy yên lặng theo sau ta và Thạch Xuyên không, Lục Đạo Luân hồi bản đối với ngươi chắc cũng hữu dụng đấy. Tử Linh thấy nét kinh ngạc trong mắt Hàn Lập, tưởng rằng hắn không tin vội truyền âm nói. Tử Linh ngươi đã hiểu lầm, ta không phải không tin lời ngươi, chuyện về Lục Đạo Luân hồi bản ta đã sớm nghe nói, chúng ta cũng đang đi tìm nó. Hàn Lập truyền âm đáp lời, lúc này đến lượt Tử Linh kinh ngạc, rồi nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Ngươi đã biết việc này thì quá tốt, tại ma vực ta đã nghe không ít sự tình về ngươi hiện tại thiên đình cũng đã công khai truy nã. Cơ hội lần này khó có được, ngươi, ngươi nhất định phải nắm lấy. Tử Linh dặn dò, trong lòng hàn lập ấm áp, sau nửa ngày trần chờ, dù trong lòng có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ trả lời một câu, ta đã biết, trước mắt ngươi hãy an tâm khôi phục. Ừ Tử Linh đáp lại một tiếng rồi không nói gì nữa. Trong lòng hàn lập khẽ thở dài, để ý niệm trong đầu qua một bên, sau đó chuyên tâm hộ pháp cho bọn họ. Chưa tới nửa giờ, Tử Linh, Thạch Xuyên không, Kim Đồng lần lượt mở mắt ra rồi đứng dậy. Đã để cho Hàn Đạo Hữu và mọi người chờ lâu, Thạch Xuyên không áy náy cười nói. Không sao, nếu tất cả mọi người đã nghỉ ngơi đủ, chúng ta cũng nên đi thôi. Ba người chúng ta muốn đi Hoàng Tuyền Đại Trạch, các người thì sao? Hàn Lập mỉm cười hỏi. Hoàng Tuyền Đại Trạch, Thạch Xuyên không khẽ giật mình. Chúng ta nghe nói chỗ đó có một bảo vật tên là Lục Đạo Luân Hồi Bàn, có thể làm cho người ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đối với việc tu luyện cũng giúp ích rất nhiều, rất là thần kỳ. Vì vậy muốn đi xem thử, Hàn Lập hời hợt nói, chấm chấm chấm, thì ra các người đã sớm biết chuyện về lục đạo luân hồi bàn, sớm biết như thế thì ta cần gì phải giấu giấu diếm diếm. Ta và tử linh cũng muốn đi nơi này, đã vậy chúng ta cùng đi chung. Thạch Xuyên không do dự một chút rồi cười khổ nói ra. Đề hồn và kim đồng nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì chỉ đứng sau lưng Hàn Lập. Thật là trùng hợp, đã như vậy chúng ta hãy cùng đi, nhiều người có thể chiếu cố lẫn nhau tốt hơn. Hàn Lập gật đầu nói, sau đó mọi người bay lên, rồi đi theo hướng hoàng Tuyền đại trạch. Lúc này bên trong không gian hỗn độn, đang lơ lửng một tòa thành trì to lớn. Trong thành, các tòa lầu các san sát, đường đi rộng lớn sạch sẽ, không có bụi, so với các đại thành như cửu nguyên thành hay lưu kim thành thì không kém chút nào. Từng đạo độn quang lao đi vùn vụt, trong thành người đi như thoi đưa trên đường, không khí đặc biệt phồn thịnh. Bất ngờ, những người này lại có hình dạng khác nhau, nhân tộc, ma tộc, thú tộc, thậm chí quỷ tộc, hôi tiên đều có. Nhưng giữa bọn họ không hề có xung đột, ngược lại rất hòa bình. Nếu cảnh tượng này để cho những người chân tiên giới thấy được, sẽ làm kinh ngạc không biết bao nhiêu người. Trung tâm thành trì, có một kiến trúc pháo đài cao lớn màu đỏ sẫm, so với kiến trúc xung quanh cao hơn rất nhiều, khí thế đặc biệt hùng tráng. Trong đó kiến trúc cao lớn cổ kính nhiều không đếm xuể, làm người khác không dám xem thường. Xung quanh pháo đài đỏ sẫm có tường cao vây quanh, tu sĩ bên ngoài cũng không thể tới gần, hiển nhiên nơi này là một chỗ trọng yếu. Một đạo độn quang màu đỏ sẫm từ đằng xa bay vụt tới, thẳng vào trong pháo đài rồi hạ xuống tòa đại điện, hiện ra bóng dáng của một người con gái mặc váy đỏ, chính là Giao Tam. Cửa điện của đại điện rộng mở, trước cửa có hai tên hộ vệ mặc áo màu vàng đứng ở hai bên, nhìn thấy Giao Tam lập tức chào hỏi. Tham kiến thiếu trưởng sứ Giao Tam không để ý tới hai người mà đi thẳng vào trong đại điện trong điện ánh sáng hơi lờ mờ hai bên vách tường của đại điện treo hai hàng chậu than bên trong ngọn lửa đang cháy có màu vỏ quýt ngọn lửa nhấp nháy làm ánh sáng trong điện cũng chập trùng theo trong đại điện không có vật gì khác ở chỗ sâu nhất chỉ có một đài cao nhưng giờ này trên đó cũng không có người ngồi sàn nhà trong đại điện đặt một khối ngọc thạch màu xanh cao lớn bằng người bên cạnh có một nam tử mặc áo màu xanh đang đứng lúc này thân hình y đang khom xuống tay cầm thanh tiểu đao gọt gọt trên ngọc thạch là đang điêu khắc điêu khắc đã xong một nửa, từ hình dáng bức tượng có thể thấy được, nam tử mặc áo xanh đang điêu khắc một người con gái. Tham kiến điện chủ giao tam nhìn thấy nam tử áo xanh lập tức kho mình hành lễ. Đứng lên đi, sự tình an bài thế nào? Luân hồi điện chủ không quay đầu lại, tiếp tục điêu khắc rồi tùy ý hỏi. Trong kim nguyên tiên vực, cử nguyên quan và thiên đình truy tìm rất gấp, thuộc hạ đã giúp những người bị bại lộ thân phận đi. Những người lưu lại đều đã ẩn nấp sâu nhất cửu nguyên quan và thiên đình có điều tra thế nào cũng không thể tìm ra được. Giao Tam nói, tuy như vậy, nhưng phải chuẩn bị chu đáo, hãy mang tố hồn đan phân phát cho tất cả những người kia. Một khi bại lộ chết trận, lập tức thu hồn phách của bọn họ vào u minh giới, sắp xếp để chuyển thế trùng sinh. Luân hồi điện chủ nói một cách bình thản, vâng, Giao Tam đáp, Hàn Lập kia bây giờ ở nơi nào, có điều tra ra được. Luân hồi điện chủ tiếp tục hỏi, thuộc hạ đã cho người tìm kiếm khắp nơi sau khi Hàn Lập rời cửu nguyên quan, lần cuối cùng xuất hiện là ở đề hồ sơn sở dư tiên vực. Hắn sau khi đánh lui truy binh thiên đình liền biến mất tâm, dùng mọi cách dò xét cũng không tìm được. Giao tam cao mày nói, à, có thể là hắn tìm chỗ để khổ tu, thanh âm luân hồi điện chủ vang lên, chuyện này rất có khả năng, thuộc hạ sẽ tăng cường tìm kiếm, để sớm ngày tìm được tung tích của hắn. Giao tam nói, không cần, sự tình của Hàn Lập trước hết hãy gác sang một bên. Nếu hắn đã thấy được như xương, sẽ không vĩnh viễn lẩn trốn, chẳng bao lâu sẽ xuất hiện. Luân hồi điện chủ nói, điện chủ, như xương cô nương và Hàn Lập có quan hệ như thế nào? Hàn Lập hình như rất quan tâm đến nàng, giao tam do dự một chút, hiếu kỳ hỏi.